Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam Mỹ Tiểu Muội, hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế. Chương 41, Giang Mặc Thần đúng giờ tới nơi, ngồi đối diện Nguyên Minh Húc, nói, trên đường hơi kẹt xe. Nguyên Minh Húc gật đầu, hỏi hắn, anh uống cái gì? Trà xanh đi, Nguyên Minh Húc lập tức nhắn WeChat cho bạn làm một ly trà xanh đưa vào, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Đã lâu không gặp a, à? là rất lâu không gặp cũng không phải lâu lắm đi. Nguyên Minh Húc cười cười, hắn cười rộ lên rất đẹp, mang theo chút hồn nhiên và nội liễm, cũng hơn hai tháng mà thôi. Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, thì ra mới hơn hai tháng A, hắn còn tưởng rằng đã rất lâu, hắn nhìn người trước mặt, ẩn ẩn có hơi bừng tình. Vốn dĩ em muốn thăm ban anh, như vậy, anh không cần xin nghỉ, nhưng suy xét đối tượng kết hôn của anh ở đó, sợ xấu hổ, nên không đi. Giang Mặc Thần, ừ, một tiếng. Nguyên Minh Húc tiếp tục nói, cậu ta cũng là người trong giới sao. Lúc trước không nghe nói qua, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, chưa từng đóng phim. À, bây giờ có anh mang theo, nhất định cậu ta rất vui vẻ. Bộ phim đầu tiên đã diễn nam số 3 trong phim của Vương Đảo, nghe nói nhân vật này cũng rất có điểm sáng, kỳ tư hưng lăn lộn lâu như vậy, cũng chỉ diễn nam số 2, cậu ta đúng là quá may mắn. Giang Mạc Thần không qua thích nghe những lời này phảng phất Yến Thanh chỉ có thể đóng nhân vật này, chỉ bởi vì dính ánh sáng của mình và may mắn, vì thế mở miệng nói, vận khí của em ấy hơi tốt, vừa vặn đuổi kịp chỗ trống của nhân vật này, chẳng qua tôi chỉ đề cử em ấy đi thử kính, cũng không làm gì khác, cùng em ấy thử kính còn hai người, vệ lam chính là một trong số đó, em ấy có thể bắt được nhân vật này, tự mình cũng có chút thực lực. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới Giang Mặc Thần sẽ vì mình đau khổ nói một câu mà biện giải, nhất thời không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn cũng may lúc này trà xanh giang mặc thần chọn được bưng lên ông chủ đặt trà xanh trước mặt hắn tiếp theo lại an tĩnh rời khỏi giang mặc thần uống một ngủ cũng không tệ lắm nguyên minh húc cười cười đồ uống quán này đều khá ngon nếu anh thích có thể thường tới giang mặc thần cũng cười cười không tỏ ý kiến hình như tình cảm của anh và cậu ta cũng không tệ lắm dù sao cũng phải sống chung dưới một mái hiên mọi người lại không phải người khó ở chung tất nhiên tình cảm tốt phải không? Vậy tốt rồi, Nguyên Minh Húc nhìn cái ly trong tay, ở chung tốt là tốt, em còn lo lắng hai người các anh không có cơ sở tình cảm, cậu ta lại trẻ tuổi, ở chung với nhau sẽ phiền toái đấy. Sẽ không, Giang Mặc Thần nói, đột nhiên Nguyên Minh Húc hơi khổ sở, hắn nhìn miếng chanh trong ly, cảm thấy mình cũng giống một quả chanh, chỉ là, em không hiểu, sao anh lại đột nhiên kết hôn nhanh như vậy, lúc trước anh cũng không có để ý đến chuyện này. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, Nhẹ nhàng bâm cô nói, vừa vặn trước kia được đính hôn từ bé, vừa vặn nhà bọn họ trở về, vừa vặn tôi cũng muốn yên ổn, vừa vặn hai chúng tôi đều thích nam nên kết hôn. Thật là trùng hợp a. Đúng vậy, hai người nói xong cũng không nói nữa. Nguyên Minh Húc ngẩng đầu nhìn Giang Mặc Thần, mí mắt hơi hạ xuống, hiện ra vài phần vô tội đáng thương, Nguyên Minh Húc hỏi, anh kết hôn, hai chúng ta vẫn là bạn sao? Giang Mặc Thần không nghĩ tới Nguyên Minh Húc sẽ hỏi cái này hắn không biết nên trả lời thế nào bạn ban đầu hắn muốn trợ giúp nguyên minh húc là muốn quen với nguyên minh húc không phải vì hai chữ bạn bè nhưng nguyên minh húc vẫn luôn cố chấp định vì quan hệ của bọn họ là bạn cho nên hắn mới bất đắc dĩ làm bạn nhưng bây giờ bọn họ cần làm bạn sao nguyên minh húc thấy hắn không đáp trong lòng hơi hoảng nói dù anh kết hôn bạn của anh cũng còn ở đó cậu ta không thể ngăn cản anh và bạn bè lui tới a anh cũng không đến mức vì cậu ta mà đoạn tuyệt tình nghĩa giữa hai chúng ta đi. Em ấy không quản tôi." Giang Mặc Thần phản bác nói, "Em ấy không biết quan hệ giữa chúng ta, chỉ biết có một người như cậu, nhưng cũng không biết cụ thể chuyện giữa cậu và tôi, chuyện của hai chúng ta không có quan hệ với em ấy. Vậy tại sao sau khi kết hôn, anh thay đổi nhiều như vậy?" Nguyên Minh Húc, cậu thật sự không hiểu sao?" Giang Mặc Thần nhẹ giọng nói, "Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với cậu, tôi đã không phải muốn làm bạn với cậu." chỉ là cậu muốn chúng ta duy trì quan hệ bạn bè cho nên tôi mới thành bạn cậu nhưng bây giờ tôi kết hôn giữa chúng ta tất nhiên phải có biến hóa tôi không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý đến cậu giúp cậu bởi vì như vậy đối với hôn nhân của chúng tôi sẽ tạo thành bối rối không cần thiết từ mặt pháp luật mà nói tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ với nửa kia của tôi từ mặt gia đình mà nói tôi cần tận lực tránh cọ sát không cần thiết thậm chí từ mặt tình cảm mà nói ai cũng không hy vọng nửa kia của mình có một người bạn tốt quá mức thân mật cho nên tôi mới cố ý giảm bớt tiếp xúc với cậu nếu cậu gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm cần tôi giúp tất nhiên tôi sẽ giúp cậu nhưng nếu chỉ là chuyện bình thường tôi không nên quá thân cận với cậu cũng như thế cậu cũng nên đừng tới tìm tôi cậu hiểu rõ không đương nhiên nguyên minh húc hiểu rõ đạo lý ai cũng hiểu chỉ là lúc xảy ra trên người mình hắn cũng giống nhiều người bình thường không cách nào tiếp thu thôi hắn cho rằng hôn nhân của Giang Mạc Thần không có tình yêu làm cơ sở, hai người cho dù ở chung một chỗ, cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, sẽ khắc khẩu, sẽ nhìn không vừa mắt đối phương, sẽ giống như trước khi kết hôn, chẳng qua là nhiều hơn một tờ giấy và một người thôi. Nhưng Giang Mạc Thần nói cho hắn biết, không phải, trước nay Giang Mạc Thần đều không phải người tùy tiện, với hắn mà nói, mỗi một lựa chọn, đều đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Có lẽ sẽ có xúc động, nhưng hắn cũng sẽ gánh vác trách nhiệm sau khi xúc động tựa như bây giờ hắn lựa chọn gánh vác trách nhiệm hôn nhân nguyên minh húc cảm thấy bây giờ mình có hơi xấu hổ hắn vì giang mặc thần về nước chưa về nhà mà tới thành phố này hắn vội vàng muốn gặp giang mặc thần muốn trở về hình thức ở chung trước khi hắn rời đi nhưng giang mặc thần lại bình tĩnh ngồi ở đối diện bình tĩnh nói cho hắn trở về không được hắn cảm thấy mình khó xử và mất mặt hắn duỗi tay đưa ra món quà mình đã chuẩn bị đây là rượu nho chính tay em nhưỡng cho anh làm quà, nhận lấy đi. Giang mặc thần không động đậy Nguyên Minh Húc cảm thấy mình càng khó xử, cũng không đến mức quà em tặng anh cũng không nhận đi. Hắn tự diễu nói, khoe mắt hơi đỏ lên. Giang mặc thần bất đắc dĩ thở dài, thật xin lỗi. Hắn nói, tôi tới gặp cậu, chuyện này không nói cho em ấy, đã thật không nên. Nếu lại nhận quà của cậu, tôi thật sự phải xin lỗi em ấy. Nguyên Minh Húc không thể tin được, chỉ là quà tặng của bạn bè mà thôi, em tự nhưỡng cũng không quý trọng thật xin lỗi giang mặc thần lặp lại nguyên minh húc ngơ ngẩn nhìn hắn chậm rãi thu tay hơi mất tự nhiên buông đồ vật xuống cúi đầu ôm ly nước giang mặc thần thấy hắn không nói lời nào mình cũng không biết nên nói cái gì tựa như nói cái gì cũng không có ý nghĩa nên nói tôi đi trước đây bây giờ ngay cả mốc cùng em một chút anh cũng không muốn nguyên minh húc thấp giọng nói tôi còn có việc buổi chiều có xuất diễn của tôi nguyên minh húc cười khẽ mang theo chút trào phúng không nói gì giang mặc thần đứng lên nhìn hắn vẫn cúi đầu không hiểu sao tâm tình lại phiền muộn hắn thở dốc muốn nói gì đó rồi lại không nói cuối cùng chỉ có thể tạm biệt nguyên minh húc gật đầu an tĩnh nhìn ly nước trong tay mãi cho đến khi giang mặc thần ra khỏi cửa hàng lên xe bảo mẫu vẫn chưa bực bội trong đầu hắn nấn ná bộ dáng cúi đầu của nguyên minh húc có hơi đáng thương vô tội mà ủy khuất Giống như động vật nhỏ bị thương, như lúc hắn mới gặp Nguyên Minh Húc. Trước kia hắn nhìn thấy Nguyên Minh Húc như vậy, tâm sẽ sinh thương hại, muốn bảo vệ hắn, nhưng hôm nay nhìn biểu tình này lại sinh chút bực bội, Giang Mặc Thần không hiểu, rõ ràng Nguyên Minh Húc thích người khác, tại sao phải làm một bộ biểu tình như vậy, giống như là mình phụ cậu ta, rõ ràng mình mới là cái người bị cậu ta vứt bỏ không phải sao? Tiểu Lưu nhìn hắn lên xe sắc mặt đã không tốt, hỏi anh Thần, đi chưa? Đi thôi. Giang Mạc Thần nói, hắn dựa vào đệm, đè đè gai chán, miễn cưỡng áp chế phiền muộn của mình. Yến Thanh Trì và Liễu Manh bàn xong kịch bản vừa cải biên, lấy di động ra, đã phát hiện thế mà Vệ Lam lại nhắn cho mình rất nhiều tin trên WeChat. Y nghi hoặc click mở, đã thấy Vệ Lam nói, mau xem hot search. Đại khái là thấy Y không trả lời, có đó sao? Bị tức chết rồi. Ngay sau đó là biểu tình một người nhỏ thở dài. Sau đó hỏi Y, Yến Thanh Trì có phải bây giờ tôi nên gọi cậu Lục Thanh chị à? Yến Thanh chỉ không thể hiểu được, im mở Weibo ra nhìn nhìn, đã thấy hot search. Chọn vào chính là ơ cao marketing bài viết và hình ảnh thống nhất, ánh mặt trời, không khí và người, có một loại hữu nghị là Giang Mạc Thần và Nguyên Minh Húc. Phía dưới là một tấm ảnh hai người nói cười vui vẻ. Yến Thanh chỉ cảm thấy văn án đã đủ ra vẻ, click mở bình luận đã thấy hai nhà đang khống bình tiểu phòng ở vẫn như cũ cảm khái ca ca hôm nay vẫn mỹ mạo ôn nhu như thế, yêu ca ca cả đời. Fan nguyên minh húc, ánh mặt trời còn đang cảm khái rốt cuộc ca ca cũng về nước sao. Hu hu hu, thật nhớ ca ca. Yến Thanh chỉ click mở khu chia sẻ, đã thấy không hài hòa như khu bình luận. A à còng phiền phiền phiền, hôm nay nguyên minh húc cho không sao. Cho không, khi nào bé lớn mới có thể học được tự đi đường. Mỗi ngày cọ nhiệt độ giang ba ba, cho ba ba tiền chưa? A còng một con bạch hạc, cư nhiên tự chia sẻ về nhà còn tự manh. Ánh mặt trời tỷ tỷ thật là lợi hại. A còng mạc mạc mạc, fan CP tự manh trong nhà. Fan only tỷ tỷ có thể an tĩnh như gà không? A còng dương quang tỷ tỷ hôm nay kéo CP sao kéo? A còng ánh mặt trời bảo bảo, đột nhiên mà tới một ngụm đường, ngọt. A còng mặc xanh kỳ diệu, mẹ ơi, hôm nay là ngày lành gì? Nguyên minh húc về nước, còn gặp mặt sang tổng. CP tôi chèo Rehan hình ảnh. Yến Thanh trì theo bọn họ A Còng mà mở ra Weibo của Nguyên Minh Húc, đã thấy Weibo Nguyên Minh Húc mới đăng chính là không khí quen thuộc, ánh mặt trời quen thuộc, anh quen thuộc. A Còng g i a n -G Mạc Thần Hình ảnh đính kèm giống như cao marketing, cho dù Yến Thanh trì không hiểu quy tắc trò chơi giới giải trí, nhưng nhìn cũng gần như hiểu được, đây là nguyên minh húc khởi sướng lăng xê một hồi, mục đích giống mình lần đó, tự tăng nhiệt độ, dù sao Nguyên Minh Húc đã hơn 2 tháng không xuất hiện ở tầm nhìn của công chúng. Chẳng qua, nhìn hót xuất hiện tên Giang Mặc Thần, chắc là Giang Mặc Thần cũng ngầm đồng ý đi. Chương 42, Yến Thanh chỉ đóng quay bua, trả lời vệ lam, sống lại. Không phải người này đã chết, có việc đốt vàng mã sao? Vệ Lam cơ hồ là trả lời ngay lập tức, bây giờ cậu còn có tâm tình so đo với biểu tình bao của tôi sao, cậu không nên quan tâm đỉnh đầu cậu một chút sao. Tóc rậm rạp, Tạm thời không có nổi lo dụng tóc Yến Thanh chỉ trả lời cậu Vệ Lam, mẹ nó tôi hỏi cậu cái này sao Cậu nhìn không thấy Giang mặc thần lén gặp Nguyên Minh húc sao Đỉnh đầu cậu xanh mượt a à. Vệ Lam thấy cậu đáng thương như vậy Cho cậu đội nón xanh dây di Yến Thanh chỉ cười cười Sao cậu lại quan tâm tôi như vậy Xem náo nhiệt không chê việc lớn Vệ Lam gửi cho y một biểu tình ăn dưa Yến Thanh chỉ bất đắc dĩ Cậu rất nhàn hả Vệ Lam, cậu không cần nói gần nói xa, đây là chuyện gì à? Sao cậu lại để Giang Mặc Thần lén đi gặp Nguyên Minh Húc, cậu không biết trước kia Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc sao? Mẹ nó, cậu thật sự không biết đi, tên cặn bã Giang Mặc Thần kia không nói cho cậu. Yến Thanh Trì, Vệ Lam, tân hôn là lúc tình yêu cuồng nhiệt, người chồng công nhiên lén ra ngoài gặp bạn trai cũ, là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, không tính là bạn trai cũ đi vệ lam không tính hai người chưa từng ở bên nhau cho nên cậu thật sự không biết yến thanh chỉ đương nhiên biết chẳng qua y hơi tò mò vệ lam biết bao nhiêu nói những gì cậu biết đi vệ lam rất hào phóng một chút cũng không xấu hổ tôi kể cho cậu nghe chuyện xưa đặc biệt máu chó chính là hắn yêu hắn hắn yêu hắn hắn ai cũng không không yêu giang mạc thần thích nguyên minh húc nguyên minh húc thích chu dĩ hành chu dĩ hành sắt thép thẳng nam hoa hoa công tử ai cũng không yêu yến thanh trì à vệ lam cho nên đối với việc vậy mà giang mặc thần kết hôn với cậu tôi vẫn hơi tò mò yến thanh trì thiên thời địa lợi nhân hòa đi vệ lam hỏi y cho nên cậu biết hôm nay giang mặc thần lén đi gặp nguyên minh húc không yến thanh trì nghĩ nghĩ chắc là biết đi sáng hôm qua giang mặc thần nói hôm nay anh ấy muốn đi gặp một người bạn chẳng qua là chưa nói là nguyên minh húc thôi y nhớ tới câu kia của giang mặc thần bởi vì phải lấy ra một chút thời gian cho nên cảm thấy phiền phức a à, nói còn rất đường hoàng chỗ nào là vì thời gian a à, rõ ràng là vì người yến thanh chỉ cười khẽ kẻ lừa đảo Đi trả lời vệ lam chỉ nói muốn đi gặp một người bạn Đờ mờ, đây là bạn bình thường sao không thể tin được thoạt nhìn giang mặc thần nhân mô nhân dạng vậy mà có thể làm ra loại chuyện cha nam mới có thể làm yến thanh chỉ cảm thấy cậu nói rất đúng vì thế tặng y một tràn vỗ tay cổ vũ cậu đừng vỗ tay cho tôi a à cậu nên giáo dục giáo dục anh ta a à, không phải cậu rất biết nói chuyện sao? yến thanh trì đang định trả lời dư quan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi đến vì thế y không bấm chữ nữa mà trực tiếp ấn xuống nút giọng nói cái này không quan trọng y nói quan hệ của hai chúng tôi chính là quan hệ thì y lập tức ly hôn không có tình cảm khác cũng không phải ai xa ai thì không thể sống bước chân giang mặc thần dừng lại hắn nhìn yến thanh trì cúi đầu nhìn di động Tuy rằng không biết người bên kia là ai, nhưng hắn biết câu này của y là đang nói hai người bọn họ. Tốt cho một cái không có tình cảm khác, cũng không phải ai xa ai thì không thể sống, hắn cười lạnh một chút, không lên tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi. Yến Thanh chỉ cảm giác được người đi rồi, cúi đầu nhìn Vệ Lam trả lời, Vệ Lam hỏi y, hai người các cậu sao lại thế nào a? À? Yến Thanh chỉ đúng sự thật nói, khi nhỏ định hôn ước, tuổi tác thích hợp nên kết hôn y lượt bỏ chuyện của Yến Thanh Khê, cảm thấy không cần phải nói tỉ mỉ hơn. Vệ Lam bên kia hiển nhiên rất kinh ngạc, tập tục cổ xưa như vậy, vậy mà hai người còn tuân thủ. Cậu định kết hôn trước yêu sao sao? Yến Thanh chỉ gửi cậu một gương mặt tươi cười, nếu thích hợp, cũng không phải không thể nha. Vệ Lam, dũng sĩ, Yến Thanh chỉ trả lời cậu, thay tôi bảo mật, không cho nói ra. Vệ Lam gửi cái biểu tình ngậm miệng, yên tâm đi vương hướng hải nhìn ông chủ đuổi hắn và tiểu lưu đi còn tính là nhẹ nhàng đi tìm yến thanh trì lại trầm mặt trở về hòa thượng quá cao không sờ được đầu không thể hiểu được làm sao vậy anh thần giang mặc thần không nói gì cầm kịch bản bắt đầu xem xưa nay hắn hòa khí lúc này đột nhiên lại như vậy sợ đến mức tiểu vương lập tức nhắn wechat cho yến thanh trì vừa nãy anh thần tới tìm cậu yến thanh trì giả ngu không có a à, tôi chưa gặp được anh ấy Lời này cũng không tính gạt người, dù sao y cũng không chính diện nhìn thấy hắn. Lần này Tiểu Vương mộng bức, vừa nãy anh thần nói đi tìm cậu, tôi còn tưởng rằng anh ấy đi tìm cậu vậy mà không phải. Yến Thanh chỉ trả lời hắn, tôi không thấy được anh ấy, anh ấy làm sao vậy? Tiểu Vương nhìn Giang Mặc Thần sắc mặt tối sầm, trả lời y tâm tình không tốt. Yến Thanh chỉ thầm nghĩ như vậy nên tâm tình không tốt. Y ngẩng đầu nhìn trời, y đúng là không muốn gặp Giang Mặc Thần lúc này nhìn thấy hắn thì sẽ nghĩ đến sáng hôm trước hắn lừa mình, mà mình còn ngu ngốc hỏi hắn muốn cùng nhau mời người kia ăn cơm không. Cần gì đâu, y lại không phải người thích quản đông quản tây, cũng không tính toán chi ly việc nhỏ này, dù cho Giang Mặc Thần nói thật nói hắn muốn đi gặp Nguyên Minh Húc, y cũng sẽ đồng ý. Cần gì phải gạt y đâu, rõ ràng buổi sáng hôm trước không khí còn rất tốt, buổi sáng lúc ăn cơm còn cùng nhau nghĩ tên cho fan của mình, kết quả quay đầu vì chuyện này mà nói dối. Yến Thanh chỉ cảm thấy mình hơi thất vọng với Giang Mặc Thần, cho nên y không có tâm tình đi phản ứng Giang Mặc Thần. Mấy chuyện nói dối này, có lần đầu sẽ có lần hai, đặc biệt là vì Nguyên Minh Húc. Yến Thanh chỉ nhớ lại cốt truyện một chút, trong nguyên thư sau khi Nguyên Minh Húc về nước, bắt đầu quyết định quên Chu Dĩ Hành, thử quen với Giang Mặc Thần, bọn họ yêu nhau quả thật không tồi, cơ hồ muốn xác định quan hệ yêu đương. Sau đó, Chu Dĩ Hành trở lại, Chu Dĩ Hành mang theo trái tim lãng tử quay đầu quý hơn vàng và tính hướng bị bẻ cong của mình, thổ lộ với Nguyên Minh Húc, hy vọng Nguyên Minh Húc có thể tha thứ mình, ở bên nhau. Vì thế, Nguyên Minh Húc đã cảm thấy mình yêu Giang Mặc Thần, lại cảm thấy mình không bỏ xuống được Chu Dĩ Hành, bắt đầu dãy ruộng. Yến Thanh chỉ cảm thấy hơi đau đầu, bây giờ Nguyên Minh Húc đã trở lại, cũng không biết Chu Dĩ Hành còn có thể lãng tử quay đầu hoàn toàn tình ngộ hay không, trong ấn tượng của Y, Chu Dĩ Hành cũng không phải đèn cạn dầu a. À yến thanh chỉ lắc lắc đầu không muốn nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn nữa y nhìn di động trả lời tiểu vương không giúp được anh tiểu vương nhìn bốn chữ này quả thật sợ ngây người đây vẫn là yến thanh chỉ có quan hệ không tầm thường với ông chủ nhà bọn họ sao cậu không giúp được thì ai giúp được a à? hắn buồn rầu nhìn về giang mặc thần trong lòng yên lặng sàng lọc người thích hợp có thể giúp hắn khuyên nhủ giang mặc thần cuối cùng tiểu vương cũng chọn được người tính tình tương đối ôn hòa vu hi hòa Vu hi hòa không phải lần đầu nhận loại uy wechat này bởi vậy hiểu biết từ đầu đến đuôi vô cùng sảng khoái đồng ý rồi cậu gặp mặt nguyên minh húc Vu hi hòa đi thẳng vào vấn đề nhắn wechat cho giang mặc thần giang mặc thần trả lời hắn ừ trò chuyện không tốt cũng được tôi nhìn ảnh chụp cũng thấy vậy vậy cậu còn tâm tình không tốt giang mặc thần có chút kỳ quái cậu nhìn ảnh chụp gì hot sắt ga à? hai ngày nay cậu lên hot sắt hơi nhiều a à? Giang Mặc Thần không thể hiểu được, hắn mở Weibo mới phải hiện mình và Nguyên Minh Húc đang ở Weibo hạng nhất, bấm vào tràn đầy ơ cao marketing. Giang Mặc Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương, đây là có chuyện gì? Tiểu Vương thò đầy nhìn thoáng qua, phát hiện hắn hỏi chính là hot sắt cùng Nguyên Minh Húc, thật tự nhiên trả lời. Nguyên Minh Húc bên kia mua a, thao tác thường quy của đoàn đội nhà bọn họ bình thường. Tại sao tôi không biết? Giang Mặc Thần hỏi hắn, cậu thấy được nãy giờ? tại sao không nói cho tôi? Tiểu vương hơi ngốc, chuyện này không phải thao tác bình thường sao? Trước kia anh từng nói, Nguyên Minh Húc muốn mượn nhiệt độ của anh, cho cậu ta mượn là được rồi, không cần xen vào. Giang mặc thần sừng sốt, đúng là hắn từng nói như vậy, ban đầu Nguyên Minh Húc nhân khí không cao, tài nguyên không tốt, khi đó muốn giúp Nguyên Minh Húc, cho nên mỗi lần Nguyên Minh Húc buộc chặt hắn, hắn đều mắt nhắm mắt mở. Võ Nguyên đã từng nói qua như vậy đối với hình tượng của hắn không tốt, đoàn đội nguyên minh húc mua hot shirt vĩnh viễn đặt tên của hắn đầu tiên, hấp dẫn độ chú ý, nhưng phấn vòng cam chịu tên ai ở trước là người đó mua hot sắc, như vậy đi xuống, đối với hình tượng của hắn không tốt. Lúc ấy hắn không để ý, chỉ kêu bọn họ không cần lo, đến nỗi bây giờ, hot shirt đã treo lâu như vậy, vậy mà đến giờ hắn mới biết. Giang mặc thần rời phim trường, tìm chỗ an tính, gọi cho võ nguyên, anh biết tôi và nguyên minh húc lên hot shirt không? Biết a à ảnh chụp vừa thấy chính là đặc biệt chọn góc độ, khẳng định là đoàn đội thả ra, không phải chúng ta bên này chính là Nguyên Minh Húc bên kia, huống chi Nguyên Minh Húc mới về nước, vừa đăng Weibo, ở cao marketing lập tức đuổi kịp, tôi đoán là đoàn đội mua, cho nên không quản. Nhất thời gian mặc thần không biết mình có tâm tình gì, hắn nhớ tới Yến Thanh Trì ngày đó nhạy bén đẻ ngã mình, sức quan sát quá mức hơn người, lúc người khác không chú ý, cũng đã có cảm xúc, y không có khả năng không biết lúc ấy mình đứng sau y. Y cố ý, cố ý gửi tin nhắn giọng nói, cố ý nói câu đó cho mình nghe. Giang mặc thần nhớ tới mấy ngày này Yến Thanh chỉ rảnh rỗi thì xem Weibo, Y mới vào giới giải trí, đối với nhiều chuyện thật mới lạ, còn ở giai đoạn thăm dò học hỏi, Weibo chính là một trong những con đường học tập. Y nhất định thấy được hot search của mình và Nguyên Minh Húc, thấy được cao marketing đầy đưa, thấy được ảnh chụp của hai người bọn họ. Y vừa trải qua một vòng tuyên truyền như vậy, cho nên biết ý nghĩa cái này có ý gì một hồi lăng xê thôi một hồi lăng xê hắn và nguyên minh húc phối hợp tạo thanh thế về nước cho nguyên minh húc giang mặc thần cảm thấy mình thua trong nháy mắt vừa nãy hắn còn vì yến thanh trì nói chuyện không biết nặng nhẹ không biết chừng mực mà tức giận hắn đứng ở tình cảm chỗ cảm thấy yến thanh trì bạc tình lãnh tính nhưng bây giờ yến thanh trì đứng ở điểm cao đạo đức nhìn xuống lời nói dối sứt sẹo của hắn cười nhìn hành động gạt yến thanh trì của hắn rồi sau đó khinh miệt nói cho hắn anh tôi vốn không có tình cảm tỳ y thì ly hôn hợp thì ở không hợp thì tán giang mặc thần có chút khó chịu vì yến thanh chỉ nhìn thấy hot sắt này cũng vì yến thanh chỉ nói ra câu kia hắn khô khốc mở miệng triệt hót sắt đi nói cho nguyên minh húc bên kia về sau đừng mua hot sắt có quan hệ với tôi bằng không chúng ta bên này làm như bình thường võ nguyên có chút kinh ngạc cậu nói nghiêm túc ừ mẹ tôi ơi hôm nay làm sao vậy đột nhiên suy nghĩ cẩn thận không coi tiền như rác chương 43, Võ Nguyên, Giang Mạc Thần nghiêm túc nói, sau này hot sớt hai người có tôi, ngoài Yến Thanh Trì, những người khác, đều trực tiếp triệt, chuyện tôi kết hôn anh biết, tôi không muốn có hiểu lầm không cần thiết. Không muốn ai hiểu lầm không cần thiết, Yến Thanh Trì sao, để ý cậu ta như vậy, chuyện này anh không cần phải xen vào, anh chỉ cần nhớ rõ là được. Được, tôi còn ước gì như vậy, Giang Mạc Thần nghe hắn nói xong, cúp điện thoại, gọi cho Nguyên Minh Húc làm sao vậy nguyên minh húc hỏi hắn hot shot là các người bên kia mua sao ừ người đại diện của em nói em không ở trong nước một thời gian nên cần xào một chút để mọi người biết em đã về cho nên các người đã sớm sắp xếp tốt lại không nói với tôi nguyên minh húc hơi kinh ngạc lúc trước không phải cũng như vậy sao em cho rằng không cần nói với anh giang mặc thần cười lạnh nguyên minh húc hai chúng ta không cùng công ty cậu không phải người của nam tranh tôi không có nghĩa vụ phối hợp cậu lăng xê lúc trước cậu không cần nói với tôi không phải bởi vì cậu không cần mà là tôi tình nguyện phối hợp với cậu nhưng bây giờ tôi không thể phối hợp cậu nữa đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện trên hot search, sau này nếu có lần thứ hai bên tôi sẽ trực tiếp xử lý theo việc không nguyên minh húc không rõ nguyên do sốt ruột nói tại sao tại sao giang mặc thần cảm thấy lời này có hơi buồn cười người khác không biết tôi kết hôn cậu cũng không biết sao Trước đó lúc gặp nhau tôi đã nói lần này gặp mặt tôi không nói cho em ấy. Bây giờ cậu trắng trợn táo bạo bó tôi lên hot search, cậu sợ em ấy không biết sao. Em không có, Nguyên Minh Húc vội vàng nhỏ giọng biện giải nói, em không ý thức được. Cậu không ý thức được, Giang Mặc Thần giận tôi cười ra, cậu là không ý thức được. Hay căn bản không để lời tôi nói trong lòng, bởi vì thái độ của tôi quá ôn hòa sao. Cho nên tôi nói giữa chúng ta cần tị hiềm, cậu không thể mãi tới tìm tôi, cậu cũng cảm thấy tôi chỉ là tùy tiện nói thôi phải không? Lúc ngồi trong tiệm tôi còn nói với cậu, nói thân phận bây giờ của tôi, không nên quá thân cận với cậu. Giây tiếp theo, cậu đã đăng quay mua còn tôi, đoàn đội mua hot search mua cao marketing đầy đưa toàn mạng xã hội. Nguyên Minh Húc, cậu nhất định chờ tôi nói thẳng mặt cậu, sau này bảo trì khoảng cách với tôi, tôn trọng hôn nhân của tôi, đừng có không có việc gì thì tìm tôi, cũng đừng buộc chặt tôi, chúng ta là hai người đơn độc độc lập, không có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ, cho nên mọi người tự quản mình, tôi không chủ động liên hệ cậu, cậu cũng đừng chủ động liên hệ tôi. Như vậy mới vừa lòng sao? Nguyên Minh Húc ngây ngẩn cả người, hắn nắm di động, trong lòng ủy khuất và khó chịu tựa như bọt khí quay cuồng, một tầng rồi một tầng bay lên, anh nói cái gì đó. Marketing lăng xê vốn dĩ chính là thủ đoạn bình thường trong giới, thậm chí thao tác lúc trước của hai chúng ta, anh cần gì nói em khó coi như vậy. Đó là cậu, không phải tôi tôi chưa từng lôi kéo người khác marketing lăng xê qua, là cậu muốn mượn nhân khí của tôi, cọ nhiệt độ của tôi, cho nên mới lôi kéo tôi lăng xê. Lúc trước tôi không nói, không có nghĩa đây là bình thường, là tôi thiếu cậu, chỉ là lúc ấy tôi muốn giúp cậu một phen. Nhưng cậu đừng không hiểu chuyện như thế, biết rõ tôi gạt em ấy tới gặp cậu, còn mua hot sớt như vậy. Cậu muốn cho em ấy thấy sao? Lúc cậu làm chuyện này, có suy xét đến việc tôi nhìn thấy sẽ thế nào, em ấy nhìn thấy sẽ thế nào em nói em không nghĩ tới em không ý thức được anh giải thích với cậu ta một chút không phải được rồi sao không phải anh nói cậu ta rất tốt vậy chắc là cậu ta có thể hiểu được thôi mọi người đều ở trong vòng cậu ta cũng nên thấu hiểu không phải sao quả thật giang mặc thần không nghĩ tới nguyên minh húc sẽ nói ra những lời này hắn cười lạnh một tiếng cả giận nói cậu nói lời này không cảm thấy ghê tởm sao cái gì kêu em ấy cũng nên thấu hiểu ý ngầm là em ấy không hiểu chính là không hiểu chuyện, người không tốt sao. Nguyên Minh Húc, sao cậu có thể nói ra những lời này, lúc cậu nói những lời này, không cảm thấy bản thân mình ghê tởm sao? Chuyện này, tôi gạt em ấy đi gặp cậu là tôi có lỗi với em ấy, cậu không được tôi cho phép đã để hai chúng ta trực tiếp hàng không lên hot search, là cậu có lỗi với tôi. Từ đầu đến đuôi, em ấy làm sai cái gì, còn phải bị cậu ám chỉ một câu. Khi nào thì cậu biến thành người như vậy? khi nào anh biến thành người như vậy mới đúng nguyên minh húc khóc hô anh nghe lời anh nói một chút anh sao có thể nói em như vậy sao anh có thể vì một người mới quen biết mà nói em như vậy chúng ta quen biết thời gian dài như vậy hiện tại anh vì cậu ta mà nói em như vậy ghê tởm giang mặc thần anh sẽ không sợ lời anh nói ra làm em khổ sở sao lúc cậu làm việc không bận tâm tôi vì sao tôi phải bận tâm cậu giang mặc thần thở dài trước giờ tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa chúng ta nếu cuối cùng định vị là bạn bè như vậy chỉ cần hai chúng ta đừng có quá nhiều tiếp xúc mọi người vẫn có thể làm bạn bè bình thường dù sao từ nhỏ đến lớn tôi đã được giáo dục nói tôi làm người đừng quá tuyệt tình phải học xử sự, sự như quân tử mọi chuyện đều giữ lại một đường sau ngày còn gặp mặt đặc biệt là chúng ta đều ở trong một vòng tròn nhưng bây giờ tôi cảm thấy có đôi khi quân tử hành sự cũng phải chọn người cho nên hôm nay chúng ta đều nói rõ ràng đi bây giờ tôi rất vừa lòng với trạng thái hôn nhân hiện tại tôi không hy vọng cậu xuất hiện tạo thành hiểu lầm với yến thanh trì mặc kệ trước kia chúng ta ở chung thế nào sau này cậu đừng chủ động tới tìm tôi mặc kệ sinh hoạt hay công việc điện thoại và wechat hiểu chưa giang mặc thần anh có ý gì anh muốn tuyệt giao với tôi sao anh đến mức này sao chẳng qua tôi chỉ nghe người đại diện kiếm nghị đồng ý mượn nhiệt độ của anh sao một đợt tôi đã trở về anh phải chuyện bé xé ra to sao lui một vạn bước mà nói vì sao tôi đột nhiên trở về còn không phải bởi vì anh tôi không kêu cậu trở về là cậu đột nhiên trở về không có quan hệ với tôi ha nguyên minh húc tự giễu cười một tiếng tốt một cái không có quan hệ với tôi phải là tôi vội vàng trở về không có quan hệ với anh là tôi phạm tiện được chưa nguyên minh húc nói xong vẫn nổ treo điện thoại giang mặc thần nhìn di động nghĩ nghĩ vẫn là gọi lại cho hắn Nguyên Minh Húc không nhấc máy, Giang Mặc Thần vẫn gọi tiếp năm cuộc hắn mới nhấc máy, anh còn gọi làm gì? Tôi đã là một người ghê tởm như vậy, anh còn có gì nói với tôi? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng đem chuyện tôi kết hôn nói cho người khác, bao gồm người đại diện của cậu. Nguyên Minh Húc sừng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Giang Mặc Thần gọi lại cho hắn là muốn xin lỗi hắn, là hy vọng hắn đừng tức giận, thậm chí dỗ dành hắn, nhưng vậy mà Giang Mặc Thần chỉ nói một câu như vậy, hắn ngơ ngẩn mà bên kia, Giang Mặc Thần đã cúp điện thoại, Nguyên Minh Húc ngồi trên giường, không rõ mọi chuyện sao lại như vậy, hốc mắt hắn hơ chua xót, trong lòng ủy khuất tràn lan che trời lấp đất, xoạch, một tiếng, nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay, rốt cuộc, hắn cũng chậm rãi khóc lên. Giang Mặc Thần nắm di động, chỉ cảm thấy trong lòng vừa phiền vừa tức, lại mang theo chút lửa giận, hắn mở khóa màn hình, trực tiếp xóa bỏ số điện thoại và WeChat của Nguyên Minh Húc, sau đó xoay người trở về kết quả vừa tới phim trường đã không tự giác nhìn yến thanh trì yến thanh trì đang cúi đầu nhìn kịch bản sườn mặt bình tĩnh nghiêm túc nhìn không ra hỉ nộ em ấy đang tức giận sao giang mặc thần thầm nói bởi vì thấy mình đi gặp nguyên minh húc cho nên tức giận sao giang mặc thần cảm thấy ái náy lại vô cơ hơi khó chịu hắn thở dài chỉ cảm thấy nước cờ này của mình thật sự quá khó khăn hắn không nên gạt yến thanh trì đương nhiên yến thanh trì không tức giận loại chuyện này chỉ là nhất thời thôi, vì nó mà tức giận, không đáng giá, huống chi, tô noãn lại tới tìm y đối diễn. Kỳ tư hưng vì nguyên nhân giang mặc thần, không dám tìm yến thanh trì gây phiền toái, lấy tính tình của mình phát tiết trên người tô noãn, tô noãn thấp cổ bé học, nào có biện pháp, chỉ có thể cố gắng xuất sắc hơn, có thể ít bị mắng vài lần. Cô đối diễn với Yến Thanh Trì một lần, ghi lại chỗ chưa đúng, sau đó lại đến lần nữa. Cảm ơn cậu A, nếu không có cậu, tôi sẽ rất thảm. Không có việc gì, tôi cũng là tân nhân, chúng ta học tập lẫn nhau. Tô Noãn cười cười, mi mắt cong cong, thật sự rất đẹp. Chờ mấy ngày nữa chuyển vào quay trong nhà, đến lúc đó xuất diễn của tôi sẽ tập trung lại, cũng sắp đóng máy. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ, chắc là tôi cũng vậy, kế tiếp cậu có công việc chưa? Cái này tôi không biết, tôi phải hỏi người đại diện. Ừm, cậu hỏi, tôi giúp cậu hỏi một chút, nếu có chỗ thích hợp đề cử cậu. Được, nếu tôi có chỗ thích hợp cũng đề cử cậu. Tôi không cần đớ, tô noãn ngữ điệu vui sứ y g, người đại diện của tôi hôm qua nói cho tôi, phim tiếp theo của tôi định rồi, là một nữ hai phim tiên hiệp. Vậy khá tốt, tô noãn gật đầu, tôi cũng rất vui vẻ. Hai người nói một lát, rồi tô noãn đi đóng phim, Yến Thanh chỉ nghe vương đạo giảng diễn cho tô noãn và kỳ thư hưng, yên lặng đặt bút ghi nhớ. Phương pháp này vẫn là học của tô noãn, Tuy rất nhiều chuyện hắn cảm thấy đã nhớ kỹ trong đầu, nhưng vẫn dùng bút ghi lại một lần, để sau này học tập nhìn lại. Chờ đến nửa đêm 9 giờ rưỡi, Yến Thanh Trì và Hà Phi cùng nhau về khách sạn. Y tắm rửa, tính toán đi ngủ. Trước khi ngủ, Yến Thanh Trì trò chuyện video với Kỳ Kỳ. Video trò chuyện là gì Trương bắt máy, Kỳ Kỳ đã ngủ, cô giáo trong trường yêu cầu các bạn nhỏ ngủ trước 9 giờ rưỡi. Kỳ Kỳ rất tuân thủ, mỗi ngày hơn 9 giờ, đã bỏ lên giường nhỏ của mình, nhắm hai mắt lại. Dì Trương nói cho y tình hình gần đây của Kỳ Kỳ, nói hai ngày này mang theo Kỳ Kỳ về nhà cha mẹ Giang Mặc Thần, cũng đi nhà cha mẹ Yến Thanh Trì, nhưng Kỳ Kỳ có hơi sợ người lạ, vẫn thích ngốc ở nhà mình, dù trong nhà chỉ có bé và dì Trương hai người. Yến Thanh Trì hơi đau lòng bé, thậm chí cảm thấy hay là nhận nuôi một đứa nhỏ nữa chơi với Kỳ Kỳ, bằng không lúc mình và Giang Mặc Thần đi công tác, không cách nào ở nhà mãi. Y nghĩ nghĩ, nói với dì Trương, dì hỏi kỳ kỳ một chút, có muốn chơi cùng bạn nhỏ khác không, có thì có thể mời về nhà chơi, như vậy cũng có thể chơi với nó. Dì Trương đồng ý, Yến Thanh chỉ nói cảm ơn, sau đó treo video. Giang mặc thần ngồi trên sofa, suy nghĩ hồi lâu, một đoạn chữ xóa rồi đánh, đánh lại xóa, cuối cùng lời ít mà ý nhiều hỏi y, đêm nay không tới sao. Yến Thanh chỉ treo video, đã thu được WeChat, bởi vì nghĩ tới kỳ kỳ, trong lòng hơi mềm mại, thuận tay trả lời Giang Mặc Thần, không được, ngủ. Sớm như vậy, Giang Mặc Thần nhìn nhìn thời gian, mới hơn 10 giờ. Yến Thanh chỉ trả lời một chữ, ừ. Giang Mặc Thần cảm thấy chắc là y tức giận chuyện hồi chiều, nên hỏi em đang tức giận sao? Yến Thanh chỉ trả lời hắn, không có. Vậy sao em không tới? Nếu anh muốn ngủ với em, anh có thể tự mình tới. Yến Thanh chỉ nhắn cho hắn. Giang Mặc Thần trả lời hắn, em suy nghĩ nhiều. Yến Thanh chỉ trả lời, "Ồ." Sau đó, không có sau đó. Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đánh chữ, "Nếu không phải em tức giận, tại sao không muốn lại đây?" Yến Thanh chỉ cảm thấy hắn hơi nhàm chán, "Giang tiên sinh, em thật sự mệt nhọc, cho nên anh vô tình vô xỉ vô cớ gây rối như vậy, tiết mục vô tình vô xỉ vô cớ gây rối của anh, chúng ta ngày mai diễn được không?" Giang Mặc Thần, anh cũng không phải muốn diễn cảnh ngày mai tốt sao? "Giang phu nhân" anh chỉ là có chuyện muốn nói với em. Yến Thanh Trì qua trễ, ngày mai nói cũng không muộn. Giang mặc thần, Yến Thanh Trì nhìn một loạt dấu chấm, gửi cho hắn biểu tình ngủ ngon, đặt điện thoại ở đầu giường, chuẩn bị ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, di động y lại vang lên, Yến Thanh Trì cầm lấy nhìn thấy, đúng là điện thoại của Giang mặc thần, y hơi bất đắc dĩ bắt máy, còn không kịp mở miệng, đã nghe Giang mặc thần nói, mở cửa. chương 44, Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, xuống giường đi ra ngoài, mở cửa phòng ra, đã thấy Giang Mặc Thần đang đứng ngoài cửa. Đi nhường đường, Giang Mặc Thần đi vào. Anh lại đây thật à? Yến Thanh Trì ghét bỏ nói. Giang Mặc Thần nghe, trong lòng pha chút hụt hẫng, em ghét bỏ anh thật là tràn lan luôn rồi. Rõ ràng như vậy sao? Lần sau em khống chế một chút. Giang Mặc Thần thở dài, Yến Thanh Trì, anh tới tìm em là có chính sự. Yến Thanh Trì dựa vào tường phía sau, anh nói về chuyện hôm nay anh đi gặp Nguyên Minh Húc, anh không nói rõ ràng với em, thậm chí nói dối lừa em, anh xin lỗi, đây là anh không đúng. Sau đó việc Nguyên Minh Húc đăng Weibo A còng anh, mua ơ cao marketing lên hot search, anh cũng không biết. Hôm nay anh không lên Weibo, cho nên không nhìn thấy, chờ anh phát hiện đã nói người đại diện triệt hot search, để ơ cao marketing xóa Weibo, đã chậm. Anh không phải cố ý làm em không thoải mái, nếu anh ngầm đồng ý hoặc liên hợp cậu ta lăng xê anh đã bình luận chia sẻ sau khi cậu ta a à còng anh rồi, mà không phải để cậu ta diễn kịch một mình. Yến Thanh chỉ cười cười, chỉ nhiêu đó, em biết chuyện trước kia của anh và Nguyên Minh Húc rồi đi. Yến Thanh chỉ gật đầu, đã biết, mặc kệ người khác nói với em thế nào, nhưng anh cũng phải đích thân nói với em, quan hệ của anh và cậu ta, không xảy ra hành động quá giới hạn, cũng không có xác lập quan hệ gì đó, anh có ám chỉ cậu ta, nhưng cậu ta không đáp lại, quan hệ giữa bọn anh vẫn luôn là bạn bè. Yến Thanh Trì, ừ, một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Trước kia Nguyên Minh Húc cũng không hồng, cho nên buộc chặt anh lên hot sắp vài lần, còn từng đăng bản thảo thông cáo, lúc ấy anh đồng ý, mới làm cho đoàn đội hai bên tập mãi thành quen, đoàn đội của hắn quen buộc chặt anh, đoàn đội của anh mắt nhắm mắt mở, cho nên hot sắp hôm nay mới có thể sau khi anh phát hiện mới triệt. Nhưng mà sau này sẽ không có nữa, trừ bỏ em, anh sẽ không lên hot sắp hai người với người khác. Được, em còn muốn biết cái gì không? Giang mặc thần hỏi y. Yến Thanh chỉ nhìn hắn, tại sao ngày đó không nói thật? Bởi vì không biết nói với em quan hệ giữa anh và Nguyên Minh Húc thế nào, cũng không muốn nhắc tới chuyện này ngay lúc đó, cho nên mới nghĩ dù sao anh cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, yên lặng gặp mặt, yên lặng chấm dứt. Không nghĩ tới, cậu ta lại muốn chiêu cáo thiên hạ. Yến Thanh chỉ cười một cái, nếu cậu ta không mua hot suất này, có phải anh không muốn nói với em? Đúng vậy, Giang Mặc Thần thẳng thắng thành khẩn, bởi vì không cần thiết, anh và muốn gặp mặt lần này, nói rõ ràng mọi chuyện, nói với nói cậu ta sau này đừng chủ động tới tìm anh. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới anh hoặc là hai chúng ta, anh không muốn vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn với em. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ, có thể hiểu được, y nói, nhưng em không thích người khác gạt em, sinh hoạt tình thú ngẫu nhiên lừa một chút, đó là tình thú, loại chuyện này mà lừa gạt, đó chính là lừa gạt. Giang Mặc Thần, em không phải là một người thích ép buộc người khác, cũng không thích tính toán chi ly, cho nên dù ngày đó anh nói với em chuyện của anh và Nguyên Minh Húc, nói anh muốn đi gặp anh ta, em cũng sẽ không ngăn anh. Đây là lần đầu tiên, em hy vọng cũng là lần cuối cùng. Giang Mặc Thần nhìn y, thiếu chút nữa đã một miệng thốt ra, nói cho Yến Thanh Chỉ sợ dĩ không nói thật, còn có một nguyên nhân, nhưng hắn không biết. Sau khi hắn nói ra hy vọng Yến Thanh Chỉ ngăn cản hắn hay không ngăn cản hắn thậm chí đến lúc này hắn cũng không biết cho nên cũng không dám hỏi cảm ơn giang mặc thần nói sẽ không có lần sau anh đã nói rõ ràng với cậu ta sau này anh và cậu ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì mặc kệ là sinh hoạt hay công việc tuyệt tình như vậy yến thanh trì hỏi hắn anh không hy vọng chuyện hôm nay xảy ra lần thứ hai mặc kệ em tin hay không anh rất hài lòng với trạng thái hôn nhân trước mắt anh không hy vọng giữa chúng ta có nhiều loại hiểu lầm không cần thiết. Yến Thanh Chỉ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cười khẽ. Được. Cảm ơn, không cần khách khí. Yến Thanh Chỉ cười cười nói. Giang Mặc Thần khụ một tiếng. Anh nói cảm ơn. Em biết rồi. Em nói. Yến Thanh Chỉ nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại. Y Dương mắt nhìn hắn, không xác định hỏi hắn, anh đang nói cảm ơn. Giang Mặc Thần, ừ. Yến Thanh Chỉ đột nhiên cười. Y nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Giang Mặc Thần chỉ cảm thấy không thoải mái từ chiều tích tụ toàn bộ tan thành mây khói. Anh đang dỗ em sao? Y hỏi, Giang Mặc Thần không nói gì. Yến Thanh chỉ bất mãn, hỏi anh đấy, bây giờ anh phải nói cái gì? Giang Mặc Thần nhìn Y, biểu tình nghiêm túc vì xin lỗi rốt cuộc cũng chậm rãi thả lòng. Hắn bất đắc dĩ mang theo vài phần ý cười, bất đắc dĩ hạ giọng sùng nịnh dung túng. Hắn nói, phải phải phải, đúng đúng đúng, thân ái em nói rất đúng. Yến Thanh chỉ lập tức vui vẻ lên, hơi cong mắt vô cùng sinh động lúc giang mặc thần tới giải thích y cảm thấy vui mừng lúc giang mặc thần nói sẽ không có lần sau y cảm thấy trẻ nhỏ dễ dậy nhưng bây giờ y cảm thấy thật vui vẻ không phải bởi vì anh ấy dỗ mình mà bởi vì hắn luôn để quan hệ của bọn họ trong lòng giang mặc thần thấy y rốt cuộc cũng cười lo lắng cả đêm cuối cùng cũng thả xuống hắn nhìn tươi cười trên mặt yến thanh trì chỉ, chỉ cảm thấy như vậy đã rất tốt hai người bọn họ như vậy đã rất tốt chuyện hôm nay của chúng ta đã tính qua. Yến Thanh Trì gật đầu, đưa tay ra, Yến Thanh Trì không rõ nguyên do vươn tay, thấy Giang Mặc Thần mò mò túi tiền, sau đó lấy ra một viên kẹo, đặt trong lòng bàn tay mình, là loại trước đấy y đã ăn qua, hả vũ dùng để dỗ người thích ăn kẹo trong phim. Yến Thanh Trì dương mắt nhìn hắn, Giang Mặc Thần ôn nhu nói, mời em ăn kẹo, chờ qua mấy ngày, trường học và bên ngoài tiểu khu đã quay không sai biệt lắm, rốt cuộc đoàn phim chuyển đến quay trong nhà bắt đầu quay chính là cảnh trong nhà mạch lạc, Yến Thanh trì thanh nhàn lâu như vậy, rốt cuộc công việc cũng lua bù lên. Hai người quay cảnh đầu, nhưng cảnh cuối mạch lạc và hạ vũ đối thoại, liễu manh sửa lại kịch bản, sửa tình tiết vốn dĩ mạch lạc bị hạ vũ bắt thành mạch lạc uống thuốc độc tự sát. Cô cảm thấy như vậy càng phù hợp nhân thiết của mạch lạc. Yến Thanh chỉ không có dị nghị gì với chuyện này, nhưng sau khi Giang Mặc Thần nghe xong không tự giác nhìn y một cái. Ánh mắt vừa rồi của anh là có ý gì? Yến Thanh chỉ chờ liễu manh đi rồi mới hỏi hắn. Giang mặc thần nhìn y, cảm thấy vận khí y thật đúng là quá tốt. Em biết người trong nước có một tình yêu kết cục biết là gì không? Cái gì? Yến Thanh chỉ hỏi hắn. Tử vong tình tiết, Giang mặc thần nói, phàm là người có nhân thiết có điểm sáng. Chỉ cần cuối cùng có một kết cục tử vong, mọi người sẽ sinh ra thiên vị với người này, đề cao chỗ tốt của hắn, che chắn cái ác của hắn. Liễu manh đối với nhân vật này, hẳn là cực kỳ thích, bằng không cũng sẽ không tình nguyện cho hắn tự sát cũng không muốn hắn vào ngục giam nếm thử thất bại yến thanh chỉ nghĩ nghĩ hỏi hắn nhưng anh cảm thấy loại người như mạch lạc một khi thất bại sẽ bị đà đảo sao giang mặc thần nhướng mày nói suy nghĩ của em lúc trước liễu manh nói với em cô ấy muốn sửa kịch bản muốn sửa kết cục của mạch lạc một chút hai chúng ta đã thương thảo qua theo nhân thiết của liễu manh mạch lạc thông minh trầm mặc giỏi nhẫn nại rồi lại cao ngạo lạnh nhạt cô ấy cảm thấy mạch lạc là một người lạnh từ trong xương cốt, trương mắt rất nhiều chuyện, cho nên hắn không có khả năng tiếp thu việc mình sẽ vào ngục giam, đối với hắn mà nói, là một loại thất bại. Nhưng em không nghĩ như vậy, Yến Thanh Trì nghiêm túc nói, liễu manh chú trọng cái ngạo của hắn, nhưng em càng cho là hắn là một người thông minh như vậy, nhất định biết như thế nào bảo toàn mình mức độ cao nhất, ngược gió phiên bàn. Cho dù bị bắt, vào ngục giam, hắn cũng nhất định có biện pháp làm mình ra khỏi trong thời gian ngắn nhất một lần nữa làm chúa tể thế giới này. Hắn giỏi ngụy trang và nhẫn nại như vậy, nửa đời trước đều nhẫn nại tới bây giờ sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với thế giới này. Em nói với Liễu Manh chưa? Nói, nhưng Liễu Manh nói đó không phải là mạch lạc cô ấy muốn, cô ấy hy vọng mạch lạc là một đóa hoa quỳnh, điện quang hòa thạch chỉ nở một lần, làm người kinh diễm, sau đó suy tàn. Như vậy, mới có thể làm nhân thiết của hắn có mị lực lớn nhất, người xem mới có thể chấn động sau đó nhớ kỹ hắn thảo luận về hắn. Giang Mặc Thần cười khẽ, em biết vì sao hai người lại suy nghĩ khác nhau không? Mỗi người đều có suy nghĩ của mình, rất bình thường. Không chỉ là như thế, Giang Mặc Thần nói, em đơn thuần là đứng ở góc độ mạch lạc, nhìn ngẫm nhân thiết, nhìn thấy mạch lạc mà em muốn. Nhưng Liễu Manh là một biên kịch thuần thục, cho nên cô ấy có thói quen nhìn từ góc độ điện ảnh, góc độ người xem, thậm chí suy xét từ góc độ giải thưởng và phòng vé đương nhiên mạch lạc có thể bị bắt như em nói, nhưng đối lập hắn tự sát làm hạ vũ chấn động, bị bắt sẽ có vẻ quá bình đạm rồi, mất đi một một điểm đánh sâu làm người cây ếch iota ta ép sợ rồi tiếc nuối. Liễu manh chôn một tình tiết xoay người lớn như vậy, nhất định sẽ hy vọng tình tiết này có thể có lợi ích nhất, cho nên cô ấy từ bỏ việc mạch lạc bị bắt, lựa chọn để hắn có một kích cuối, trở thành một người thua cũng là một người thắng. Lần đầu tiên Yến Thanh chỉ biết có loại cách nói này, bất giác nói, vậy cô ấy còn rất hao tâm tổn huyết a à. Không thì làm sao là biên kịch từng lấy thưởng đây. Anh cũng rất lợi hại, giống như cái gì cũng biết. Cho nên anh cũng lấy thưởng, thật đúng là không e lệ. Yến Thanh chỉ khinh bị nhìn hắn, Giang mặc Thần hơi mỉm cười, đây là lời nói thật. Yến Thanh chỉ nói tới đây, mới nghĩ đến, hai ngày trước em xem Weibo, có phải anh có bộ phim đưa tới liên hoan phim nước ngoài? Là một bộ, lần này có thể lấy thưởng sao? Em cho rằng lấy thưởng giống như ăn cơm sao, ăn hết bữa này có bữa khác à?" Giang Mặc Thần thở dài, anh được đề cử giải Kim Quế 4 lần, lần đầu là khi xuất đảo hợp tác với một tiền bối, tiền bối kỹ thuật diễn rất tốt, dạy anh rất nhiều, cho nên anh mới may mắn được đề cử nam phụ xuất sắc nhất, hơn nữa cầm thưởng. Sau đó hai lần làm nam chủ đề cử Kim Quế, lại không có lấy thưởng, thẳng đến năm trước mới cầm được ảnh đế. Liên hoan phim lúc này, còn không biết tình huống thế nào đâu. Vậy chỉ có thể chúc anh may mắn." Giang Mặc Thần cười cười, không nói anh, nói em đi, anh để quản mai tiếp cho em một cái tổng nghệ, chờ bộ diễn này kết thúc, chắc là phải ghi hình." "Tổng nghệ, đúng vậy, em yên tâm, Tôn Tâm là thường chú bên đó, anh đã chào hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ chiêu cô em." Yến Thanh chỉ nhớ lại cái tên này một chút, là một trong bốn người bạn lần trước Giang Mặc Thần mang mình đi gặp. Trong sách viết qua hai bút, xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn không tồi thời trẻ nhân khí bình thường, sau đó vì hợp tác với Giang Mạc Thần trong một bộ điện ảnh, phòng bán vé bộ phim đại bảo, nhân thiết của hắn rất xuất sắc, cho nên trực tiếp phi thăng, trở thành diễn viên một đường, hắn cũng thành bạn tốt của Giang Mặc Thần. Yến Thanh chỉ như rõ trong sách nói qua hắn là người tính cách tương đối ôn nhu, này thì tốt. Tổng nghệ loại nào?" y hỏi, Giang Mặc Thần cong cong khóe môi, đặc biệt thích hợp với em, loại trò chơi thi đấu. Yến Thanh chỉ nghĩ đến ngày đó hắn nói có thể cho quản mai tiếp cho em cái tổng nghệ, anh làm thật a. À. Tổng nghệ là một con đường hút phen nhanh chóng, đồng thời giá cũng cao, vừa không chiếm dụng thời gian đóng phim của em, còn có thể kiếm tiền, đẹp cả đôi đường, sao lại không làm. Anh đúng là nhà tư bản A, à, mỗi lỗ chân lông đều thẩm thấu tiền tài hủ bài. Điểm này em không phải đã sớm biết sao, Giang mặc Thần không coi là sỉ nhục còn vinh quang nói, yên tâm, tài sản của anh, có một nửa của em. Yến Thanh chỉ nghe vậy, lập tức mở ghi âm trong điện thoại, lặp lại lần nữa. Giang Mặc Thần, chương 45, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nói chuyện không lâu lắm, đã bị đạo diễn mang đi thử đi vị một lần nữa, sau đó bắt đầu quay chụp. Trong phòng an tĩnh, Yến Thanh Trì đã tiến vào trạng thái nhân vật mạnh lạc, ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi uống nước không? Giang Mặc Thần, không, phải nói là hạ vũ, lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí bình thản, không cần. Mạch Lạc chỉ đổ một ly cho mình. Bọn họ ngồi cách bàn trà, biểu tình của Mạch Lạc rất thả lỏng, âm thanh cũng êm tai, anh tìm tôi có việc à? Tương phản với hắn, vẻ mặt Hạ Vũ lại nghiêm túc, buổi tối ngày 30 tháng 9, cậu ở đâu? Tôi ở cạnh bạn cùng lớp, đang ca hát, đúng vậy. Đường Hoành Quang, đúng vậy, vì sao lựa chọn thời gian đó đi hát, đi cây TV đường Hoành Quang ca hát? Bởi vì vừa lúc có 11 ngày nghỉ, mọi người muốn thả lỏng một chút đi nơi đó cũng vì cây tivi đó rẻ nhất. Hạ Vũ nâng nâng khóe môi, ngữ khi ôn hòa, lời nói lại kiên định, ánh mắt hắn sắc bén, thần thái hơi lạnh nhạt, nói, cậu nói dối. Mạnh là kinh ngạc mà vô tội nhìn hắn, giống như rất khó hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Ánh mắt hắn thật sạch sẽ, chiếu vào trong mắt Hạ Vũ, như một dòng suối sâu, Hạ Vũ bị ánh mắt vô tội mà thuần lương của hắn nhìn, chỉ có thể cảm thán trong lòng, tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm tư thâm trầm như thế. Hắn trầm giọng nói, cậu lựa chọn nơi đó, đơn giản là vì muốn tiếp cận hứa kiều. Hứa kiều, là người chết thứ ba. Hắn nhìn mạnh lạc, chậm rãi bày bộ siêu tập chứng cứ của mình ra bàn. Mạnh lạc nghe nói, biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ cúi đầu uống miếng nước, bình tĩnh nói cái này chỉ là suy đoán của anh. Hắn qua mức bình tĩnh và chấn định, nhưng bình tĩnh như vậy, bản thân đã không bình thường. Trước khi hứa kiều chết, trong móng tay có mảnh vụn da của hung thủ, cậu có thể về cục kiểm tra với tôi, nhìn xem có giống nhau không? Mạnh lạc nhìn hắn một cái, lại uống ngụm nước, ngữ điệu bình tĩnh như cũ, thế có thể chứng minh được gì? Cậu nói đi, mạnh lạc, mạnh lạc cười cười, bộ dáng ôn nhu rất đẹp, hắn buông ly pha lê trong tay xuống, ngữ điệu trong sáng, hắn nói, hạ vũ, anh thật thông minh, anh thông minh hơn những người tôi từng gặp. Giang mặc thần rõ ràng cảm giác được khí chất của Yến Thanh chỉ thay đổi hắn nhìn mạnh lạc, không diễn nữa. Mạnh lạc vẫn bộ dáng cười khẽ, diễn nữa cũng không thú vị, không phải sao. Hắn hơi nhích về sau, nhìn thằng hạ vũ, trong mắt tràn đầy khinh miệt và kiêu ngạo. Đó là một mạnh lạc không bình thường, hạ vũ chưa từng gặp qua. Hắn nói, anh nói rất đúng, là tôi gờ yêu ta bà ta, tôi gờ yêu ta bọn họ. Cậu lợi dụng chu phóng, đem hắn trở thành quân cờ của cậu, giúp cậu gờ yêu ta người đồng thời cũng thành người yểm hộ của cậu, giấu bản thân mình sau chân tướng, an tĩnh nhìn hết thảy. Đáng thương chú Phóng vẫn luôn cảm thấy cậu chỉ là một học sinh vô tri đơn thuần không có tâm phòng bị. Đúng vậy, vì anh ta ngu, tôi không lợi dụng anh ta, quả thật phải xin lỗi ông trời đưa anh ta đến trước mặt tôi. Tại sao, Hạ Vũ hỏi hắn, tại sao muốn gỡ yêu ta ết cha cậu, ông ta là cha ruột cậu không phải sao? Mạnh lạc nghe vậy, trầm mặc trong chớp mắt, không nói gì biểu tình hắn thật an tĩnh, hắn cúi đầu, lông mi thậm dài chậm rãi rũ cuống, phủ lên hắn một tầng cô đơn và phiền muộn. Hắn ngơ ngừng ngồi trong chốc lát, chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình, lại làm người cảm thấy lạnh nhạt, cao ngạo. Hắn nhìn hạ vũ, sau đó vươn tay, chậm rãi mở nút áo sơ mi của mình. Ngón tay hắn nhỏ dài trắng nõn, rất đẹp, ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, sau đó, hắn xoay người, áo sơ mi từ bả vai tuột xuống, hắn không cười ra toàn bộ chỉ cười một nữa nhưng đã đủ làm hạ vũ kinh ngạc ở trên lưng hắn trên làn da tái nhợt tràn đầy vết thương phương pháp tại thành bất đồng vết thương sâu cạn không đồng nhất âm thanh mạnh lạc mềm nhẹ lại sạch sẽ truyền vào tai hắn những đứa nhỏ đó đều chỉ ngây người một hai năm đã thành như vậy vậy thì từ nhỏ tôi bị một tay ông ta nuôi lớn thì sao hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía hạ vũ mặt mày phi dương mang theo ý cười hắn nói tôi a à, từ lúc bắt đầu có ý thức, tôi đã suy nghĩ một vấn đề, tôi tồn tại vì cái gì đây? Nhưng sau đó tôi lại không nghĩ như vậy, ý cười của hắn tăng một chút, phản chiếu ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tươi đẹp mà sáng lạn, bởi vì, hắn ôn nhu nói, tôi bắt đầu nghĩ, vì sao ông ta lại tồn tại vậy? Trong nháy mắt Hạ Vũ cảm giác được mình bị dáng một đòn nghiêm trọng, hắn nhìn thiếu niên trước mặt, khoảnh khắc ấy, không nói ra lời. Mạnh Lạc đứng tại chỗ, mặc lại áo đàng hoàng, xoay người đối mặt với hạ vũ bưng ly nước lên trên cao nhìn xuống vị cảnh sát đại biểu cho chính nghĩa và pháp chế hắn uống nước ôn nhu hỏi anh tới để bắt tôi sao hạ vũ trầm rãi mở miệng đúng vậy bị anh bắt cũng không tính mất mặt hắn nhẹ giọng nói chỉ là anh thật không hiểu biết tôi hạ vũ ngửi được mùi nguy hiểm trong những lời này hắn nhìn thiếu niên đã rút đi bề ngoài nội liễm và trầm mặc dưới ôn nhu tươi cười cất dấu máu tươi đầm đìa đột nhiên ánh mắt tập trung lên ly pha lê một phen đoạt lại. Hắn không xác định lắm, nên hỏi, "Cậu làm cái gì?" Hạ Vũ, Mạnh Lạc nhìn hắn, cả người phát ra trương dương và khí phách của thiếu niên, hắn nhìn Hạ Vũ, trên mặt áp không được cao ngạo và khinh miệt, hắn nói, "Tôi sẽ không để mình lại bị người khác áp chế, từ lúc 18 tuổi thành niên, tôi đã nói với mình, tôi sẽ không để mình lại bị người khác áp chế." Hắn chậm rãi ngồi xuống, dựa vào sofa, hai chân bắt chéo, thoạt nhìn như một người nắm hết mọi kết cục. Hạ Vũ đến gần hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn, cậu làm cái gì? Cậu chuẩn bị làm cái gì? Anh cảm thấy thế nào? Hạ Vũ cắn răng, dự cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt, hắn duỗi tay gọi 120, nhưng điện thoại vừa mới chuyển được, đã nghe thấy Mạnh Lạc bình tĩnh nói, vô dụng, không đủ thời gian. Hạ Vũ duỗi tay muốn bẻ cầm hắn ra, giúp hắn ói ra. Nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì Mạnh Lạc đã bắt đầu có phản ứng, sắc mặt hắn trắng bệch, tay cũng bắt đầu run hạ vũ duỗi tay dìu hắn, giọng căm hận nói, cậu tội tình gì chứ? Mạnh lạc ngã vào cánh tay hắn, đôi mắt đã sắp mở không lên, hắn muốn nói, hắn sinh ra đã trương mắt thế giới này, cho nên sẽ không để thế giới này làm nhục chính mình. Hắn muốn nói một câu đã từng đọc trong Stray Bird bản QT là Tiger nhưng mình tìm hiểu là trong quyển này của Tago, sống phải rực rỡ như hoa mùa hạ, chết phải tinh mỹ như lá mùa thu. Cả đời này chú định hắn vô pháp rực rỡ như hoa mùa hạ, chỉ mong có thể điêu tàn như hoa mùa thu. Nhưng hắn đã không mở miệng được, hắn nhắm mắt lại, an tính không có dãy ruộa rời khỏi thế giới này. Hạ Vũ nhìn thiếu niên trong ngực, nếu xem nhẹ máu tươi nơi khóe miệng, hắn thật giống như đang ngủ thôi. Một khắc kia, nội tâm Hạ Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn từng cảm thấy thiếu niên an tính hướng nội đáng thương, cũng từng cảm thấy đau phủ tâm tư kín đáo đáng sợ, nhưng lúc này, hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại, sắc mặt hắn bình tĩnh làm người ta cảm thấy như ngày thường thanh xuân vô hại như vậy mỗi một sinh mạng ngã xuống đều làm hạ vũ khổ sở chức trách của cảnh sát là tận khả năng cứu càng nhiều sinh mệnh mà không phải nhìn nó điêu tàn trước mặt mình hạ vũ nhẹ nhàng nâng hắn dậy đặt hắn trên sofa sau đó gọi điện cho tổ viên mình cát vương đạo thật vừa lòng yến thanh chỉ cảnh này cậu diễn không tồi yến thanh chỉ ngồi dậy từ trên sofa phun huyết thương trong miệng ra cười cười với vương đạo cảm ơn đạo diễn giang mặc thần còn đắm chìm cảm xúc trong phim lúc này thấy y ngồi dậy mình cười nhìn mình nhất thời bừng tỉnh lại ngẩn ra một chút bởi vì tập trung quay cảnh ở nhà mạnh lạc cho nên mấy cảnh tiếp theo đều có quan hệ với yến thanh trì yến thanh trì nhìn kịch bản bị cắt bớt buổi diễn chỉ cảm thấy tiến độ tập trung quay này được quá chắc là mấy ngày nữa sẽ đóng máy y nghĩ như vậy nhất thời lại hơi luyến tiếc cũng không biết là luyến tiếc nhân vật hay luyến tiếc người nào đó Y bên này phiền muộn, Quản Mai đã gửi tin tức tới, nói cho Y bộ phim này còn một tuần đã có thể đóng máy, đóng máy sau lại đi tiếp, tới chiến đi. Bằng hiểu, đồng thời giữa tháng sau vào đoàn phim, miên miên. Yến Thanh chỉ nhìn hai chữ, miên miên, tay hơi run rẩy phim thần tượng. Y hỏi, đúng vậy, Quản Mai hỏi Y, cải biên IP, cậu diễn nam hai nhân thiết không tồi, nam chủ quen biết với cậu, bạn cũ. Yến Thanh chỉ ngốc, quen biết Y còn là bản cũ. Ai a. À? Vệ Lam a, à? quản mai gọn gàng rất khoát, Yến Thanh Trì không còn gì để nói, y nghĩ nghĩ, chờ Giang Mặc Thần và người nhà của mình, hình như đúng là y chỉ quen biết Vệ Lam hơn nữa nói chuyện qua vài lần. Vệ Lam biết không?" y hỏi, "Này tôi không biết, cậu có thể đi hỏi cậu ta." "Vẫn là thôi đi." Yến Thanh Trì đã có thể tưởng tượng được biểu tình của Vệ Lam sau khi biết, chắc là phải ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, nắm eo nói cho y Phong Thủy xoay vòng cậu cũng có ngày hôm nay. Tới, Yến Thanh Trì rửa chân cho ba ba. Cho nên, vì sao chọn phim đó? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì trước mắt bộ phim này có thể bảo a. À. Quản Mai phân tích cho y, bây giờ trong giới có thể gánh phim chỉ có vài người, Vệ Lam chính là một trong số đó. Loại IP cái biên này có fan truyện cố định, cho nên bên đầu tư tình nguyện đầu, đài truyền hình cũng tình nguyện mua, hơn nữa phim thần tượng không tốt sao, dễ đắp nặn nhân thiết. Bảo phim bạo người bây giờ cậu còn không phải cần nhân khí sao diễn loại này là thích hợp yến thanh chỉ thấy cô đánh một chuỗi văn tự dài như vậy trả lời ok đã biết cứ như vậy đến lúc đó tôi đi đón cậu được yến thanh trí cất di động thật sâu sắc cảm nhận được y thật sự rất nhanh phải đóng máy buổi chiều lúc ăn cơm yến thanh chỉ nói chuyện mình sắp đóng máy cho giang mặc thần giang mặc thần lúc trước nói cho y công tác an bài tiếp theo đã biết sắp đóng máy chỉ là bây giờ nghe Yến Thanh chỉ chính miệng nói ra hai chữ này, vậy mà hắn hơi hoảng hốt, sau đó mới nói thời gian cũng không sai biệt lắm, em ký bộ phim này thật ra cũng chưa tới một tháng. Quản Mai nhận cho em tổng nghệ và phim thần tượng, anh biết, anh đã xem qua, Yến Thanh chỉ thở dài, đột nhiên đổi chỗ khác còn hơi không quen. Giang mặc thần nghe vậy, trêu đùa, thế nào, luyến tiếc anh. mươi 46, Yến Thanh chỉ nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, thoải mái hào phóng thừa nhận là có một chút. Giang Mặc Thần vốn tưởng rằng y sẽ không trả lời hoặc sẽ hỏi lại mình, không nghĩ tới y lại trực tiếp thừa nhận. Nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút vui sướng y gờ đang bay lên, hắn không tự giác cười, tâm tình và ngôn ngữ đều trở nên mềm mại, hắn hỏi, đêm nay muốn đến chỗ anh không? Chỗ anh, chính là chỉ nơi lúc trước bọn họ từng đi, khách sạn dưới trướng Giang gia. Yến Thanh chỉ tấm tắc hai tiếng, Giang Mặc Thần, ấm no sinh bản quyền cơm anh còn chưa ăn xong vậy mà đã muốn chạy như điên trên đường cao tốc giang mặc thần nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói chắc là anh nhìn em cũng đã no rồi yến thanh trì nhướng mày giang mặc thần gắp cho y một miếng xương sườn ngữ khi ôn nhu trong mắt mang theo chút ý cười khó có được khen nói tú sắc khả san yến thanh trì không nhịn xuống trực tiếp bật cười y thật vừa lòng gật gật đầu không chút khiêm tốn tỏ vẻ anh rất có ánh mắt giang mặc thần cũng theo y phụ họa nói tất nhiên chắc là vì tâm tư ly biệt quấy phá đêm nay giang mặc thần phá lệ ôn nhu thậm chí càng thích hôn môi yến thanh trì hơn ngày thường yến thanh trì cảm thấy đêm nay hắn có hơi cuốn người lại nghĩ đến cảnh mạnh lạc cho hạ vũ xem sau lưng mình đã sớm quay xong nếu là chờ đến ngày mai quay một khi mình cờ yêu ta á xích ma viết thường sơ mi phòng trường toàn bộ đoàn phim đều phải sợ ngây người y nghĩ như vậy không khỏi bật cười sau đó đã cảm giác giang mặc thần hung hăng đâm y một chút ngẩng đầu nhìn y nghĩ cái gì đó không chuyên tâm như vậy yến thanh chỉ duỗi tay câu lấy cổ hắn nghĩ anh đấy giang mặc thần mới không tin chúng ta đều ở đây em còn cần nghĩ yến thanh chỉ đè thấp đầu hắn thoáng nâng nâng đầu hôn hôn miệng hắn ôn nhu nói sau khi về nhà em sẽ nhớ anh trong nháy mắt giang mặc thần không nói nên lời sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên y lúc này hai người ở trên đường núi chạy chậm thả dài chờ đến khi ngừng xe trở về chân núi lại không có bao nhiêu buồn ngủ nhưng sáng mai giang mặc thần còn phải đóng phim bởi vậy cũng chỉ ôm yến thanh trì từ sau giúp y xoa xoa eo không có động tác khác hắn nhìn yến thanh trì đột nhiên nhận ra làm gì mỗi lần em đều ngủ đưa lưng về phía anh thói quen yến thanh trì trả lời hắn xoay người lại yến thanh trì nghĩ nghĩ xoay người qua thuận đường lấy tay hắn đặt lên eo mình giang mặc thần cười một cái một bên giúp y xoa một bên nói em còn rất tự giác yến thanh trì khẽ cười cười không nói gì giang mặc thần nhìn y ngủ đi hắn nói ngày mai anh vào phim trường trước em có thể ngủ nhiều thêm một chút yến thanh trì ừm một tiếng cũng không phải bởi vì muốn ngủ nhiều thêm một chút như vậy chỉ là thói quen tính ở phim trường tị hiềm với giang mặc thần y nghĩ đến đây lại nghĩ đến chờ một tuần sau y rời đoàn phim lúc ấy muốn tránh cũng không tránh được vì thế yến thanh trì nhào về phía trước một chút tới gần giang mặc thần duỗi tay ôm lấy hắn đừng xoa nữa y nói ngủ đi sáng mai anh còn phải dậy sớm đó lần đầu tiên giang mặc thần được y chủ động ôm lấy trước khi ngủ trước kia đều là hắn trước khi ngủ hoặc sau khi ngủ không tự giác ôm lấy yến thanh trì mà yến thanh trì cũng chỉ là đưa lưng về phía hắn an tĩnh ngủ hắn nhìn người trong lòng ngực ôm mình dựa vào cầm mình, nhìn y nhắm hai mắt, an tĩnh ôn nhu rúc vào trong lòng ngực mình, nhất thời cũng không biết tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ yên lặng, trong lòng mềm mại một mảnh. Hắn duỗi tay tắt đèn, nhẹ nhàng ôm lấy Yến Thanh Trì, ừm, một tiếng. Ngày hôm sau khoảng 6 giờ sáng Giang mặc Thần đã rời giường, Yến Thanh Trì ngủ nông, hắn vừa động, Yến Thanh Trì đã nhíu nhíu mày, mơ hồ muốn tỉnh giang mặc thần đối với việc y ngủ cũng mẫn cảm như vậy cũng không có biện pháp chỉ có thể ôn nhu nói thời gian còn sớm em nghỉ ngơi cho tốt đi không nóng này lúc này yến thanh trì mới hàm hồ lên tiếng ánh mắt giãn ra tiếp tục ngủ giang mặc thần nhìn y trong lòng hơi tò mò ban đầu hắn kết hôn với yến thanh trì xem qua tư liệu của y trên tư liệu biểu hiện yến thanh trì chí chính là một nam sinh rất bình thường thậm chí có hơi ngốc chỉ là lúc ấy hắn một lòng muốn kết hôn mà Yến ra vì có hôn ước từ bé trường bối định ra, lại vừa vặn dọn trở về, là lựa chọn thích hợp nhất, vì vậy, hắn mới đi gặp cha mẹ Yến ra, đưa ra thỉnh cầu đổi Yến Thanh Khê thành Yến Thanh Trì. Nhưng sau khoảng thời gian ở chung sau khi kết hôn, Giang Mặc Thần có thể cảm nhận được rõ ràng tính cách của người bên cạnh hắn khác xa tính cách đã viết trên tư liệu. Thậm chí không chỉ là tính cách, rất nhiều phương diện, tốc độ phản ứng của y quá mức nhạy bén, kinh nghiệm mở khóa thành thạo, thể năng xuất sắc, còn có cảnh giác cho dù trong lúc ngủ mơ cũng tồn tại. Còn nhiều hơn nữa, làm hắn không cách nào hệ Yến Thanh Trì trước mặt và Yến Thanh Trì trong tư liệu lại với nhau. Giang Mặc Thần cảm thấy có lẽ đây mới là tính cách vốn dĩ của y, tư liệu điều tra được lúc trước, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang của y. Lại có thể, y có nguyên nhân khác gì đó, cho nên mới có hai gương mặt khác nhau như vậy. Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, với hắn mà nói, Yến Thanh Trì của bây giờ mới khiến cho hắn cảm thấy thật tốt cho nên chỉ vậy là đủ rồi mỗi người đều có lòng hiếu kỳ của mình đương nhiên giang mặc thần cũng có nhưng mà mỗi người cũng đều có bí mật của mình hắn không muốn vì mình tò mò mà đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của yến thanh trì có lẽ chờ sau này bọn họ càng thêm quen thuộc càng thêm thân mật yến thanh trì sẽ tự mình nói nguyên nhân vì sao y lại có hai gương mặt không giống nhau cho hắn cũng có lẽ chờ về sau bọn họ ở bên nhau thời gian dài hắn sẽ đột nhiên nói chuyện này ra coi nó như chiêu trọc bình thường trong sinh hoạt của hai người. Nhưng còn không phải bây giờ, không phải đang ở lúc bọn họ có ý đồ đến gần đối phương, nhưng chưa chạm đến đáy lòng. mươi 47, chờ đến khi Yến Thanh chỉ trở lại đoàn phim, đã hơn 9 giờ, Giang Mặc Thần đang đối diễn với Kỳ Tư Hưng. Yến Thanh chỉ đứng tại chỗ nhìn một lát, đã phát hiện kỹ thuật diễn của Kỳ Tư Hưng rõ ràng không theo kịp Giang Mặc Thần, thế nên lúc Chu Phong đối mặt với Hạ Vũ, vốn là trạng thái thế lực ngang nhau, kết quả lại biến thành chu phóng hoàn toàn bị hạ vũ áp chế vương đạo hô cắt đi qua giảng diễn cho kỳ tư hưng lần nữa lại cường điệu cường điệu mấy cái sai lầm của gã kỳ tư hưng thuận theo gật đầu lúc này vương đạo mới vừa lòng rời đi bắt đầu quay lần nữa yến thanh chỉ đứng nhìn một lát đột nhiên cảm giác phía sau có người đang chạy về phía mình y phản xạ có điều kiện quay đầu chuẩn bị nhìn người chạy tới thuận tiện nhường đường cho đối phương kết quả vừa quay đầu lại đã ngây ngẩn cả người Hai chân thẳng tắp bị người ôm lấy. Yến Thanh Trì nhìn nhóc con trước mặt, không thể tin được, Kỳ Kỳ, sao con lại tới đây? Vốn dĩ Kỳ Kỳ muốn cho y một kinh hỉ, muốn chơi trò đoán xem con là ai với y, nhưng cố tình y lại xoay đầu, thấy được bé. Kỳ Kỳ chuẩn bị kinh hỉ bây giờ như khí cầu bị chọc thủng, cái miệng nhỏ đều dầu lên, ngửa đầu nhìn Yến Thanh Trì. Nhưng đã rất lâu bé không nhìn thấy Yến Thanh Trì. Mấy cảm xúc nhỏ đó nhanh chóng được vui sứa y gờ khi nhìn thấy Yến Thanh chỉ bao trùm, vì thế chậm rãi lại nở nụ cười. Yến Thanh chỉ bế bé lên tới, sao con lại tới đây? Kỳ kỳ nhỏ giọng nói, cô cô mang con tới. Bé vừa nói, vừa chỉ qua một bên. Yến Thanh chỉ theo hướng bé chỉ nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa một cô gái dáng người cao gầy đang đứng. Cô gái kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, mặt mày thanh lệ, môi như chu sa, cô mặc một cái áo gió màu nâu nhạt giày bó qua đầu gối, tóc dài uốn lên, đang nói gì đó với người khác, vừa nói, vừa nhìn thoáng qua y bên này. Yến Thanh chỉ gật gật đầu với cô, cô khẽ cười cười, tiếp tục quay đầu nói chuyện với người nọ. Là chị gái Giang Mặc Thần, Giang Tinh Thần, cho nên đây là Tham Ban. Đúng là Giang Tinh Thần tới Tham Ban, cô mới từ nước ngoài trở về, bận rộn xong công việc của mình, lúc về nhà thấy được kỳ 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 ở cùng giang mặc thần và yến thanh chỉ trở nên hoạt bát hơn trước một ít nhưng cực hẳn cũng chỉ là với hai người bọn họ ở nhà cha mẹ giang mặc thần vẫn có hơi câu thúc giang tinh thần nhìn bé an tĩnh ngồi xếp gỗ nghĩ vừa lúc cuối tuần nên hỏi bé có muốn tới gặp giang mặc thần không tất nhiên là kỳ kỳ muốn rồi vì thế hai người đã tới nơi giang tinh thần nói chuyện với người nọ xong trực tiếp đi tới bên cạnh yến thanh trì yến thanh trì thấp giọng kêu một tiếng chị giang tinh thần ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về Giang Mặc Thần cách đó không xa. Giang Mặc Thần đang đối diễn với Kỳ Tư Hưng, đột nhiên ngước cổ, đã thấy chị gái mình đứng cách đó không xa, thấy hắn nhìn qua, còn cười với hắn một chút. Giang Mặc Thần lập tức ngây ngẩn cả người, khó được xuất hiện sai lầm. Vương Đạo nhìn thấy hắn ngây người, theo ánh mắt hắn nhìn qua, đã thấy được Giang Tinh Thần và Kỳ Kỳ, ông hơi nghi hoặc, nhà sản xuất đã tới gần ông, nói vài câu bên tai ông. Rõ ràng Vương Đạo hơi kinh ngạc, lúc nhìn về phía Giang Tinh Thần, vẫn là cảm thấy khó có thể tin được. Giang Tinh Thần thấy Giang Mặc Thần còn đang đóng phim, không muốn quấy rầy hắn, nên nói với Yến Thanh Trì, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, đừng đứng ở chỗ này. Yến Thanh Trì gật đầu đồng ý, theo cô đi về khách sạn. Hà Phi vội vàng đi theo, những người khác trong đoàn phim liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán, này hai người là ai ha? Bạn gái và con trai Yến Thanh Trì. Ngay lúc mọi người không chú ý, kỳ tư hưng trộm chụp một tấm, ngã nhìn cô gái đứa nhỏ trên ảnh chụp, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị gửi ảnh chụp cho một đại v cao marketing công ty nuôi. Kết quả còn chưa kịp gửi đi, đã bị người đại diện bên cạnh thấy được, cậu làm gì vậy? Bảo liêu chút thôi, kỳ tư hưng nhìn hắn, yên tâm, tôi có chừng mực, sẽ không bảo trong thời gian này, chờ điện ảnh chiếu phim, cậu ta có mức độ nổi tiếng nhất định, lúc ấy, tôi mới cho bảo. Người đại diện nghe vậy, Nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy Giang Tinh Thần hơi quen mặt, nhưng nghĩ không ra, chỉ có thể nghiêm túc nói, "Xóa ảnh ngay." Tại sao? Kỳ Tư Hưng khó hiểu. Người đại diện không nói gì, trực tiếp lấy di động gã xóa ảnh chụp. "Đừng lăn lộn mù quáng, chuyện lúc trước tôi không ở đây, tiểu lý không quản được cậu, dù sao cũng làm rồi, nhưng sau này, việc có quan hệ với Yến Thanh Trì, cậu đừng trộn lẫn." Những lời này của anh có ý gì? Có ý gì? yến thanh trì là nghệ sĩ của nam tranh ký với quản mai hiện tại còn là ân nhân cứu mạng của giang mặc thần này ý nghĩa gì ý nghĩa chính là công ty xem trọng cậu ta giang mặc thần cũng sẽ dẫn y cậu cảm thấy mình có mấy cân mấy lượng cứng đối cứng với nam tranh kỳ tư hưng không nói gì người đại diện khuyên nhủ cậu có thể có ngày hôm nay cũng không dễ dàng đừng vì một lần đánh cuộc mà lãng phí vất vả lúc trước dù sao yến thanh trì cũng sắp đóng máy sau này cậu cũng không gặp được cậu ta cần gì phải so đo với cậu ta như vậy giang sơn lớn người tài nhiều cậu còn có thể ngăn không cho tân nhân xuất đầu hắn nhìn kỳ tư hưng ngữ điệu thản nhiên cái vòng này như một khối bánh kem lớn ai nhìn cũng thèm mắt nhưng cũng không ai có khả năng một hơi ăn hết cậu chỉ cần duy trì nhân khí như bây giờ tôi luyện kỹ thuật diễn cho tốt để mình vĩnh viễn có nơi dừng chân là được lần này cậu đóng phim với giang mặc thần cũng nên phát hiện kỹ thuật diễn của mình còn có rất nhiều không gian tăng thêm nỗ lực cho tốt đi. Kỳ Tư Hưng nghe người đại diện nói như vậy, lúc này mới bình tĩnh lại, bất đắc dĩ, ừ, một tiếng. Người đại diện thấy gã nghe vào, cũng không tốn thêm nhiều miệng lưỡi, nhưng trong lòng vẫn tính toán, cô gái vừa rồi rốt cuộc là ai đây? Giang Tinh Thần, Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ về tới khách sạn, Giang Tinh Thần lấy cớ mệt mỏi, tự mình về phòng, đi nghỉ ngơi trước, để một mình Kỳ Kỳ lại cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhìn thân ảnh tiêu sái của cô, hơi ngốc, đành phải hỏi kỳ kỳ có đói bụng không. thật ra kỳ kỳ không quá đói, bé đã ăn trên máy bay, tuy rằng không ăn quá no, nhưng cũng không đói bụng. lúc này đột nhiên bị hỏi đến, lại hơi muốn ăn, nên nói đói. yến thanh chỉ chọn một ít đồ ăn đứa nhỏ thích ăn ở phòng ăn, để người phục vụ đưa lên phòng mình. kỳ để hà phi về phòng trước, mình ôm kỳ kỳ vào thang máy. kỳ kỳ thấy thang máy chỉ có hai người bọn họ, lúc này mới thả lòng, ôm cổ y, giống làm nũng cọ y, hô. Ba ba. Yến Thanh chỉ sờ sờ đầu bé, sao đột nhiên lại tới đây, cũng không nói cho ba trước một tiếng. Cô cô nói đừng nói cho ba và phụ thân, cái này kêu kinh hỉ. Kỳ Kỳ hỏi y, ba ba kinh hỉ sao? Yến Thanh chỉ gật đầu, đặc biệt kinh hỉ. Kỳ Kỳ vui vẻ cười, ra khỏi thang máy, vào phòng, Yến Thanh chỉ thả Kỳ Kỳ xuống dưới, Kỳ Kỳ trợn tròn mắt nhìn phòng khách sạn, hình như là đang tìm hiểu, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn y, cong con mắt cười với y. Yến Thanh chỉ xoa nhẹ tóc bé, hỏi, cười cái gì? Gặp ba ba, cho nên vui vẻ nha. Yến Thanh chỉ bị những lời này của bé chọc cười. Hôm nay con ăn kẹo rồi tới sao? Kỳ Kỳ lắc đầu, cô cô không có mua kẹo. Sao cái miệng nhỏ lại ngọt như vậy? Kỳ Kỳ miệng mình một chút, không ngọt a. À? Yến Thanh chỉ cười ha ha, cảm thấy bé đúng là một tiểu thiên sứ. Tới, ba ba cho con kẹo. Y lấy kẹo trước đó giang mặc thần cho y xé mở, khom lưng đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ kỳ cẩn thận lấy kẹo ra, bỏ vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, chua. Yến Thanh chỉ cảm thấy độ chua ngọt của kẹo này vừa vặn, nhưng không nghĩ tới đối với trẻ con mà nói vẫn quá mức chua, nên duỗi tay tới trước mặt bé, vậy nhổ ra, không ăn nó. Ao à, khi kỳ kỳ ăn hết lớp chua, từ từ ăn ra vị ngọt, vì thế lắc lắc đầu, ăn vẫn ngon. Không phải chua sao, bây giờ ngọt, Yến Thanh chỉ thu tay về, con thích là được. Hai người ngồi xuống sofa, Yến Thanh trì hỏi bé mệt không, muốn ngủ không? Kỳ Kỳ lắc đầu. Ba ba mệt sao? Ba ba không mệt. Vậy Kỳ Kỳ cũng không mệt. Vậy muốn xem phim hoạt hình không? Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu. Không xem phim hoạt hình. Vậy Kỳ Kỳ muốn làm gì? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi y. Ba ba, khi nào thì ba về nhà nha? Nhanh, chờ qua mấy ngày nữa đã có thể về nhà. Mấy ngày a? À? Tám ngày đi, sáng sớm ngày thứ chín. Kỳ kỳ mở mắt ra, đã có thể thấy ba ba. Thật sự, kỳ kỳ kinh hỉ nói. Yến Thanh Trì gật đầu. Y duỗi tay ôm lấy kỳ kỳ, ba ba cũng rất muốn kỳ kỳ A, à, tiểu bảo bối của ba ba. Kỳ kỳ bị y ôm, cũng duỗi tay ôm lấy y, nhỏ giọng hỏi y, vậy ba ba còn đi sao? Yến Thanh Trì nhìn bé, chỉ thấy trong ánh mắt bé tràn đầy hy vọng, y hơi không đành lòng, nhưng không có cách nào, vẫn phải đi. Kỳ kỳ là bạn nhỏ, bạn nhỏ đều phải đi học, cho nên Kỳ Kỳ cũng phải đi học. Ba ba là người lớn, người lớn đều phải đi làm, cho nên ba ba cũng phải đi làm. Lời này là tự Kỳ Kỳ nói, cho nên Kỳ Kỳ không có cách nào phản bác, chỉ có thể bẹp miệng nhìn y. Yến Thanh Trì gãi gãi eo và nách bé, Kỳ Kỳ lập tức lăn qua lăn lại trong ngực y cười, ha ha ha. Yến Thanh Trì ôm bé ngồi trên đùi mình, hôn hôn bé, chờ sau này ba ba có tiền, lúc ấy, ba ba sẽ nhận ít công việc lại, ở nhà với Kỳ Kỳ được không? Trên mặt Kỳ Kỳ còn mang theo nụ cười mới chơi đùa lúc nãy, dạ dạ gật đầu. Cho nên bây giờ phải ủy khuất tiểu bảo bối của ba ba tự mình ở nhà trước. Không sao cả, Kỳ Kỳ an ủi y, gì cũng ở. Bé nghĩ nghĩ, ông nội bà nội cũng ở. Yến Thanh chỉ cảm thấy bé thật là hiểu chuyện, nhịn không được lại ôm lấy bé lần nữa, hôn hôn chán bé, Kỳ Kỳ thật là tiểu thiên sứ của ba ba. Kỳ Kỳ ngượng ngùng cười cười, nhào lên hôn y một chút lúc giang mặc thần gõ cửa yến thanh chỉ đang ăn với kỳ kỳ giang mặc thần vào cửa đã thấy kỳ kỳ kinh hỉ nhìn hắn kêu hắn phụ thân giang mặc thần ứng thanh đi qua đi hỏi bé kỳ kỳ nhớ phụ thân rồi sao nhớ kỳ kỳ ngọt ngào nói phụ thân cũng nhớ con hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt kỳ kỳ chờ một lát mang con đi ra ngoài chơi tức khắc kỳ kỳ hai mắt sáng ngời thật vậy không thật sự buổi chiều không anh xuất quay sao yến thanh trì hỏi hắn trương sản xuất quen biết chị anh thấy chị ấy tới một hai phải kêu vương đạo cho anh nghỉ nửa ngày anh nói không cần cũng không được chỉ có thể đồng ý giang mạc thần bất đắc dĩ nói yến thanh trì gật đầu nhưng em thấy những người khác hình như đều không biết chị ấy đúng vậy giang mạc thần nói tuy rằng từ mấy năm trước nhà bọn anh trên cơ bản đều là chị anh quản lý nhưng chị anh trời sinh tính tình điệu thấp cho nên không có công bố ngoại giới vẫn luôn không nghe qua tên chị ấy còn tưởng rằng là thiên hạ của ba anh khó trách tên hai người giống nhau như vậy cũng không có người đoán được xuất thân của anh thì ra là như thế này em còn tưởng rằng chị ấy đã sớm là nhân vật trên bìa tạp chí chị ấy không thích loại nổi bật này loại nổi bật này bình thường đều thuộc về ba anh đúng rồi chị đâu chị ấy nói chị ấy hơi mệt đi nghỉ ngơi giang mặc thần gật đầu lấy di động ra gọi điện cho giang tinh thần không bao lâu Cửa phòng Yến Thanh Trì lại vang lên, Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang Mặc Thần, chỉ chỉ ra cửa, nghi vấn nói, chị. Giang Mặc Thần gật đầu, đi thôi, vừa vặn giữa trưa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Yến Thanh Trì nhìn điểm tâm ngọt trên bàn còn chưa ăn xong, lại nhìn nhìn kỳ kỳ nâng má chuyên tâm nghe hai người bọn họ nói chuyện, kỳ kỳ, còn có thể ăn nữa không? Kỳ kỳ sầu, sờ sờ bụng, Giang Mặc Thần cũng sờ sờ, còn được, không phải quá phình, còn có thể ăn một chút kỳ kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói đúng vì thế hung hăng gật đầu một cái giả còn có thể ăn một chút yến thanh chỉ nghe vậy cười khẽ nhé mũi bé một chút mấy người rời khỏi đoàn phim cùng ra ngoài ăn bữa cơm giang mặc thần muốn mang kỳ kỳ ra ngoài chơi nhưng lại không biết ở thành phố này nơi nào chơi vui hắn và yến thanh chỉ thương thảo một phen cuối cùng chọn được một bộ phim hoạt hình gần đây mới chiếu rất nổi quyết định mang kỳ kỳ đi xem Giang Mặc Thần chọn một dạp chiếu phim tương đối xa, bao cả phòng chiếu. Bởi vì Giang Tinh Thần Lâm thời có một chuyện muốn xử lý, cho nên không định đi với bọn họ, chỉ nói một nhà ba người các em hào hào chơi, chỉ tận dụng thời gian này xử lý chút công việc. đã tới thăm ban em, còn muốn làm việc. Giang Mặc Thần nhìn cô nghỉ ngơi một lát đi. Giang Tinh Thần cười cười tới thăm ban em thuần túy là vì kỳ kỳ, bằng không chị đã làm việc ở nhà. Được rồi, ba đứa hào hào chơi không cần phải xen vào chị. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, vậy được rồi, như cũ là Vương Hướng Hải lái xe, Giang Mặc Thần để Lưu Ngải lại cho Giang Tinh Thần kêu Lưu Ngải cơ linh chút. Lưu Ngải vừa mới từ Vương Hướng Hải nơi đó biết đây mới là người cầm lái chân chính của toàn bộ Giang thị, trong nháy mắt sợ tới mức cùng tay cùng chân, cười đều cũng méo, sợ boss nhìn hắn không vừa mắt, điều hắn khỏi Giang Mặc Thần. Giang Tinh Thần thấy hắn câu nệ, cũng chưa nói cái gì, chỉ cười cười dơ dơ lên cầm với Giang Mặc Thần, ý bảo hắn có thể đi rồi. Lúc này Giang Mặc Thần mới cùng Yến Thanh chỉ còn có kỳ kỳ cùng nhau rời đi. Yến Thanh chỉ thở hắt ra, không tự giác yên tâm, y còn tưởng rằng lần này Giang tinh thần đột nhiên đến có hứng, sẽ tâm sự sinh hoạt sau khi kết hôn với mình, hoặc là khảo nghiệm mình một phen. Kết quả thế nhưng cái gì cũng không có, Yến Thanh chỉ mặc danh nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như vậy liền khá tốt. Em sợ chị của anh a à? Giang mặc thần thấy y thả lỏng lại, hỏi. Yến Thanh chỉ quay đầu lại nhìn hắn, chưa nói tới sợ, liền tính là sợ, cũng là sợ chị ấy không thích em đi. Sợ chị ấy không thích em, cho em một ngàn vạn, để em rời khỏi anh. Yến Thanh chỉ nghe vậy, cười một cái, vấn đề này em biết trả lời, vệ lam đã dạy em đáp án tiêu chuẩn, em sẽ hỏi chị ấy em trai của chị chỉ có giá trị một ngàn vạn sao. Sau đó để chị ấy cho em thêm số không. Giang mặc thần, cho nên, anh cũng chỉ giá chị 100 triệu. Nghĩ cái gì vậy, em cầm này 100 triệu qua tay giao cho anh a, à, sau đó cho anh đi giải quyết chị anh. Này còn kém không nhiều lắm, bất quá em không cần lo lắng, chị của anh kỳ thật đối với người trong nhà rất tốt, chỉ cần là anh thích là được. Yến Thanh chỉ nhướng mày, "Nga, vậy anh thích em sao?" Giang Mặc Thần, Yến Thanh chỉ cười cười, "Thích sao?" Kỳ kỳ thấy Yến Thanh chỉ nhìn về phía Giang Mặc Thần, cũng ngẩng đầu nhìn Giang Mặc Thần theo. Giang Mặc Thần nghẹn lời, chỉ có thể khụ một tiếng, cúi đầu nói chuyện với Kỳ Kỳ. Yến Thanh chỉ có chút kinh ngạc, từ trước đến nay Giang Mặc Thần đối với y đều là miệng không đúng lòng, thân thể hắn rất thành thật, nhưng quen tính phủ nhận cảm tình của chính mình, thế nhưng lúc này không có phủ nhận, Yến Thanh chỉ thầm nghĩ, không phải là thật sự thích y đi. Y có chút tò mò, lại cũng không tính toán truy vấn, rốt cuộc, lấy hiểu biết của y đối Giang Mặc Thần, lại truy vấn đi xuống, Giang Mặc Thần sẽ phủ nhận. Yến Thanh chỉ cười một cái, không biết vì sao lại có chút vui vẻ. Nhưng mà Giang Mặc Thần lại không vui vẻ như vậy, hắn sao có thể nghĩ đến đột nhiên Yến Thanh Trì sẽ nói một câu như vậy, sao có thể nghĩ đến mình sẽ sừng sốt, thế nhưng không có bột miệng thốt ra không thích. Giang Mặc Thần đem nguyên nhân quy kết tới trên người Kỳ Kỳ, rốt cuộc Kỳ Kỳ còn ngồi ở giữa hai người, hắn sao có thể làm trò trước mặt Kỳ Kỳ nói không thích Yến Thanh Trì, cho nên mới không có trả lời vấn đề này hắn nhìn nhóc con trong lòng ngực mình thầm nói nhất định là cái dạng này đáng thương kỳ kỳ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì trên người đã cõng một cái nổi lớn thật lớn chờ tới cửa dạp chiếu phim giang mặc thần để vương hướng hải đi lấy vé xem phim chờ sắp tới giờ mới mang mũ khẩu trang mắt kính lên chuẩn bị đi vào dạp chiếu phim nhưng mà vừa chuẩn bị bước xuống xe giang mặc thần đột nhiên nảy ra ý hay hắn tháo mắt kính xuống nói vài câu với vương hướng hải theo sau nói với kỳ kỳ chờ một lát con đi theo vương thúc thúc tiến vào phụ thân và ba ba con ở phòng chiếu phim chờ con kỳ kỳ không hiểu lắm cái gì là phòng chiếu phim a giang mặc thần cười sờ sờ tóc của bé vương thúc thúc của con biết một lát chú ấy mang con vào lúc này kỳ kỳ mới gật đầu ân ân yến thanh trì khó hiểu anh làm gì vậy giúp em đề cao nhân khí một chút a à, đi thôi hai chúng ta đi vào trước vẻ mặt yến thanh trì mộng bức nhưng mà vương hướng hải đang đứng một bên nghe xong giang mặc thần cùng kỳ kỳ đối thoại còn mộng bức hơn y vừa nãy lão bản của hắn nói cái gì phụ thân và ba ba con ba ba ở đây là yến thanh trì vương hướng hải cảm thấy chính mình đã chịu một kích đã biết kỳ kỳ là con trai của lão bản ba ba kỳ kỳ là yến thanh trì cầu lão bản và yến thanh trì có quan hệ gì hắn vốn dĩ cho rằng hai vị này chỉ là đang ái muội lẫn nhau nào có thể nghĩ thế nhưng đã là một đôi Vương Hướng Hải nháy mắt cảm thấy có phải mình đã biết quá nhiều không, cảm thấy mình thật sự cần đi gặp biển rộng, làm mình đối mặt với biển rộng, cảm thụ xuân về hoa nở, bình tĩnh bình tĩnh. Kỳ kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, thúc thúc, "Ai, tiểu thiếu gia, làm sao vậy? Chúng ta không đi theo ba ba bọn họ sao?" Vương Hướng Hải lúc này mới nhớ tới vừa mới Giang Mặc Thần phân phó chuyện của hắn, hoặc là nói lão bản để bụng yến thanh trì như vậy, đi xem phim cũng phải giúp y xào một đợt nhiệt độ nguyên lai là nguyên nhân này a à? vương hướng hải không khỏi cảm khái xem ra trở về phải nhắc nhở tiểu lưu một chút đối yến thanh trì đã không thể giống như xuân phong ấm áp mà là nhiệt tình như mặt trời chói trang chủ động đối y hào một chút yến thanh trì đi theo giang mặc thần vào dạp chiếu phim giang mặc thần chủ động đi lấy lấy phiếu ở máy lấy phiếu yến thanh trì nghi hoặc không phải mới để tiểu vương đi lấy phiếu sao anh bao chàng chỉ để hắn vì tiện lấy bốn vé dư lại cũng chưa lấy vừa vặn anh liền thuận tay lấy hết. hắn nhìn mắt yến thanh trì diễn trò sao tự nhiên phải làm nguyên bộ. cái này làm yến thanh trì càng thêm khó hiểu diễn cái gì. giang mặc thần nhìn thoáng qua nhân viên thưa thất trong phòng chiếu phim em nói có thể có người nhận ra anh không. yến thanh trì bị hắn hỏi hơi dừng một chút anh hy vọng người khác nhận ra anh không chỉ nhận ra anh tốt nhất chụp tấm ảnh trực tiếp phát weibo. yến thanh trì nghĩ nghĩ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Anh hy vọng có người có thể chụp được ảnh của chúng ta, sau đó fan của anh nhìn thấy, sẽ cảm thấy quan hệ của chúng ta thật tốt, do đó đề cao chú ý với em. Trẻ nhỏ dễ dậy, anh thật đúng là hao tổn tâm huyết. Giang Mặc Thần vô ngữ, anh đây là vì ai ha? À? Em cho rằng ai cũng có thể có loại đãi ngộ này sao? Yến Thanh chỉ cười cười, thiếu chút nữa liền phải hỏi hắn, cho nên có phải anh thích em hay không? Bất quá rốt cuộc y cũng hiểu biết Giang Mặc Thần biết cho dù giang mặc thần hiện tại thật sự đối với y có chút hào cảm như vậy cũng sẽ không thừa nhận chờ đến khi hắn hoàn toàn thích mình thậm chí ý thức được hắn thích mình lúc ấy hắn mới có thể thừa nhận yến thanh chỉ nghĩ đến đây bất giác sinh ra vài phần chờ mong trên tay y có đoạn ghi âm ngày đó giang mặc thần ở trên xe thì son sát kêu mình đừng thích hắn hắn khẳng định sẽ không thích mình đến lúc đó y liền làm trò thả ra trước mặt giang mặc thần cho hắn biết cái gì gọi là tự và mặt Tôi Giang Mặc Thần cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không thích cậu, cậu tốt nhất đừng thích tôi. Bà bà anh sai rồi, là anh Nghiên Thiếu khinh cuồng, em xem anh quỳ tiêu chuẩn chưa? Yến Thanh chỉ ngẫm lại, liền cảm thấy cái này cảnh tượng thật làm người chờ mong, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, bất quá y kiềm chế lại, phối hợp Giang Mặc Thần hiện tại nói, vì em, vì em. Cho nên em nên nói cái gì, vì để em có thể sáng tạo lớn hơn nữa ích lợi và giá trị cho công ty lão bản, đây là anh nên làm. Đang cho rằng y sẽ nói cảm ơn Giang Mặc Thần bị những lời này nghẹn một chút. Em, câm miệng, mươi 48, hai người lấy vé, kiểm vé, vương hướng hải đi theo sau bọn họ, mang mũ và mắt kính, chọn góc độ chụp mấy tấm ảnh chụp. Chờ cách trong chốc lát, hắn đánh giá Yến Thanh chỉ cùng Giang Mặc Thần hẳn là đã ngồi xuống, thuận tay mua bắp Giang và coca, mới lôi kéo tiểu thiếu ra nhà mình cùng nhau đi vào. Vào phòng chiếu phim, Yến Thanh chỉ mới phát hiện thế nhưng là gian tình lữ, chỗ ngồi không phải là loại này ghế dựa bình thường phòng chiếu phim, mà là sofa. Hơn nữa mỗi cái sofa đều phi thường to rộng, bảo đảm có thể chứa được hai người. Đi quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, đầy thâm ý cười một chút. Giang Mặc Thần vội vàng mở miệng, anh tùy tiện chọn, cái phòng này một người cũng không có, ai biết đây là gian tình lữ a? Em phải tin sao, không thì sao, chẳng lẽ anh còn chuyên môn vì em chọn gian tình lữ? em đâu có nói như vậy, ánh mắt em rõ ràng chính là ý này. ai, giang tiên sinh a, à, nghĩ quá nhiều là bệnh, phải chị a. À. yến thanh chỉ nói xong, tự động chọn vị trí ngồi xong. giang mặc thần cất bước đi qua, ngồi xuống cạnh y. những lời này gửi lại cho em, tự mình đa tình là bệnh, phải chị. yến thanh chỉ mắt lé liếc hắn, nga, vậy anh ngồi ở đây làm gì? nếu em là anh, lúc nói lời này đã đổi chỗ ngồi trước. Vị trí này của em là chỗ xem đẹp nhất có được không? Anh chỉ là đơn thuần muốn xem phim có được không? Giang Mặc Thần phản bác. Yến Thanh chỉ nghe vậy, gật gật đầu, đứng lên ngồi xuống gian bên cạnh, "Vậy em đem vị trí tốt nhất xem phim để lại cho anh, tự anh hảo hảo ngồi, ngàn vạn lần đừng lại đây." Giang Mặc Thần, Yến Thanh chỉ mỉm cười cười, "Hảo hảo xem phim nga." Giang Mặc Thần, tiểu gây sự này rốt cuộc là từ đâu ra a? Đã sinh Giang sao còn sinh Yến? Dựa vào cái gì mà mỗi một lần đều là mình bị dỗi không lời nào để nói a Lúc vương hướng hải đi vào, liền thấy lão bản nhà mình và lão bản nương chính mình vừa mới phỏng đoán ra tách ra ngồi, hai người mỗi người bá một ghế sofa, bất đồng chính là lão bản nương thoạt nhìn tâm tình thực hào, lão bản một khuôn mặt lạnh. Đây là làm sao vậy? Sẽ không phải lại cãi nhau đi, chỉ mới một lát như vậy. Vương hướng hải cảm thấy chính mình thân là một trợ lý bình thường sống quả thực quá mức mệt mỏi. Mỗi ngày đều phải hiểu rõ thanh ý không nói, hiện tại còn muốn phụ trách điều hòa quan hệ phu thê, đáng thương hắn một con cầu độc thân, chính mình còn chưa thoát ế, thế nhưng phải nhọc lòng tình cảm của người khác. Vương hướng hải cảm thấy chính mình thật sự quá không dễ dàng, quả thực có thể tham gia tuyển chọn trợ lý tốt nhất. Kỳ kỳ vào phòng chiếu phim nhìn thấy Giang mặc thần và Yến Thanh chỉ tách ra mồi, có chút kinh ngạc, đang do dự mình phải ngồi nơi nào, liền nghe được Yến Thanh chỉ kêu bé, vì thế bé lôi kéo tay Vương hướng hải ý bảo hắn buông ra sau đó chạy tới trước mặt yến thanh trì bé còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe được giang mặc thần kêu bé kỳ kỳ lại đây kỳ kỳ nhìn nhìn giang mặc thần lại nhìn về phía yến thanh trì hoang mang lên bé nhỏ giọng hỏi hướng yến thanh trì ba ba chúng ta không ngồi cùng phụ thân sao yến thanh trì ôm bé vào trong lòng ngực ngồi xuống phụ thân phải hảo hảo xem phim đâu chúng ta không quấy dày hắn kỳ kỳ nghe y nói như vậy nga nga gật đầu bất quá lại hỏi ngồi với chúng ta thì không thể xem phim sao kỳ kỳ rất ngoan không quấy dày phụ thân chính là hắn không muốn ngồi cùng chúng ta a à. yến thanh chỉ ra vẻ tiếc hận nói kỳ kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía giang mặc thần càng thêm hoang mang vì sao nha yến thanh chỉ ôm kỳ kỳ mỉm cười nhìn về phía giang mặc thần hỏi đúng vậy vì sao a à? giang tiên sinh Giang Mặc Thần cảm thấy chính mình đại khái là trước 20 tuổi sống quá xuôi gió xuôi nước, cho nên mới gặp Yến Thanh Trì một tiểu gây sự ông trời phái hạ phàm sửa trị hắn. Hắn có thể nói cái gì đây? Hắn còn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có thể đứng lên đi qua đi, bất đắc dĩ nói, nói bậy gì đó, anh không muốn ngồi cùng em khi nào. Nga, kia xem ra là muốn lâu rồi. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ gật đầu. Yến Thanh Trì cười nói, không phải em tự mình đa tình. Phu nhân chê cười vậy vừa nãy là ai quấn lấy đây giang mặc thần cắn răng giang phu nhân thấy tốt liền dừng yến thanh chỉ mới không sợ hắn anh trả lời vấn đề của em trước nha giang mặc thần vô ngữ là anh yến thanh chỉ cong con mắt nở nụ cười y ôm kỳ kỳ ngồi qua bên cạnh nhường cho giang mặc thần một vị trí ngồi đi giang tiên sinh giang mặc thần trừng mắt nhìn y một cái yến thanh chỉ mi mắt cong cong nhìn hắn giang mặc thần bị y nhìn không biết vì sao thế nhưng cảm thấy dáng vẻ đắc ý của hắn cũng còn có chút đáng yêu chậm rãi nở nụ cười vui vẻ hắn hỏi vui vẻ yến thanh trì thực thành thật giang mặc thần thở dài em thật đúng là thành thật thẳng thắn giang mặc thần bật cười một chút hắn nhìn yến thanh trì yến thanh trì hỏi hắn không thành thật sao không thẳng thắn sao thành thật giang mặc thần cười nói cũng thẳng thắn chính là hành vi tận dụng mọi thứ liền phải khen mình của em thật sự là làm anh kinh ngạc cảm thán. Yến Thanh Chỉ ôn nhu cười, chớp chớp mắt, không nói gì. Giang Mặc Thần cười ngồi xuống bên cạnh Y, mà cách đó không xa cảm thấy chính mình thập phần dư thừa. Vương Hướng Hải an tĩnh giấu mình ở lối vào, làm bộ mình không tồn tại. đợi không lâu lắm, điện ảnh liền bắt đầu. Vương Hướng Hải đem bắp giang và Coca trong tay cho Giang Mặc Thần, liền chọn một vị trí xa nhất, nhắm mắt ngủ, nằm ngủ giả chết. Yến Thanh Chỉ một bên ăn bắp giang một bên đút kỳ kỳ, kỳ kỳ xem rất nhập tâm, thường thường còn nhỏ giọng nói với y hai câu. Bất quá trở đến phim chiếu được nửa, kỳ kỳ liền có chút mệt nhọc, bé từ khi xuống máy bay, liền bởi vì gặp được Yến Thanh chỉ cùng Giang mặc thần mà hương phấn, vẫn chưa được nghỉ ngơi. Lúc này hoàn cảnh phòng chiếu phim vừa lúc, nhạc đệm phim hoạt hình lại thực thư hoãn, kỳ kỳ bất chi bất giác, liền dựa vào Yến Thanh Trì ngủ rồi. Yến Thanh Trì xem bé ngủ, sợ mình đánh thức bé, liền không động nữa, an tĩnh ngồi giang mặc thần vừa quay đầu nhìn thấy y ngồi cứng đờ liền muốn ôm kỳ kỳ mình ngực mình nằm kết quả bị yến thanh trì cự tuyệt đừng vạn nhất đánh thức liền không được giang mặc thần thầm nói người nghĩ ai ngủ cũng cảnh giác như em a à. bất quá hắn không có nói chỉ là an ủi nói yên tâm kỳ kỳ ngủ rất trầm sẽ không dễ dàng thức như vậy thức cũng sẽ ngủ tiếp rất nhanh không có việc gì hắn nói xong đem kỳ kỳ ôm tới lòng ngực mình thuận đường cờ Iota A Sigma viết thường khoác của mình đắp lên người kỳ kỳ, Yến Thanh chỉ thấy kỳ kỳ thật sự không thức, cũng không nói cái gì. Vốn là bồi kỳ kỳ tới xem phim, giờ liền biến thành hai người lớn bọn họ xem phim, Yến Thanh chỉ đối với loại phim hoạt hình thiếu nhi này không có gì hứng thú, liền hỏi Giang mặc Thần, anh thấy hay sao? Anh đã rất nhiều năm không xem hoạt hình, có đôi khi em sẽ xem, bất quá không phải thể loại này. Thể loại này, thật đúng là có chút khó xử em. Giang Mạc Thần nhìn về phía y, hai người tương đối bất đắc dĩ cười một chút. Nhưng mà cho dù lại không có hứng thú gì, cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi ở phòng chiếu phim, bằng không vạn nhất kỳ kỳ thức, bọn họ liền không cách nào công đạo với kỳ kỳ. Vì để gờ ta ít thời gian, Yến Thanh chỉ lại bắt đầu ăn bắp giang, ăn ăn, còn không quên uống một ngụm coca, nhưng thật ra có tư có vị. Giang Mạc Thần nhìn thấy y một ngụm bắp giang, một ngụm coca, cũng rũi tay vào hộp bắp giang bắt một phen hai người liền như vậy vừa nói vừa ăn bắp giang một bên bình luận vai chính vai phụ phim hoạt hình cũng không tính nhàm chán vương hướng hải mua bắp giang là hộp to nhưng mà hai người ăn cùng luôn rất nhanh giang mặc thần xem tay tùy ý bắt vào hộp hắn cảm giác sắp thấy đáy mới vừa duỗi tay chuẩn bị mò sâu một chút lại đỡ oxylon chấm phải tay yến thanh trì giang mặc thần có chút kinh ngạc không tự giác quay đầu đi xem yến thanh trì yến thanh trì thế mà rất tự nhiên còn có một chút trực tiếp ăn xong đi. Y nói liền rút tay, tiếp tục ăn trên tay bắp giang. Giang mặc thần nhìn Y, liền thấy Y đem hộp bắp giang đầy đầy về phía mình, cho, chỉ thừa một một chút. Giang mặc thần duỗi tay lấy một chút, Yến Thanh chỉ thấy hắn không lấy hết, lại bắt một phen, Y xem phim, thực tự nhiên sau khi ăn xong, lại lần nữa mò vào hộp, sau đó, liền lại đỡ Upsilon.ng phải tay của Giang mặc thần. Yến Thanh chỉ thấy chính mình ngón tay đã đỡ Upsilon.ng đáy, cân nhắc hẳn là hết rồi, cho dù còn, phòng chừng chỉ có 5-3 viên, để lại cho Giang Mặc Thần đi. Cho nên Y không có dừng lại, chuẩn bị trực tiếp lấy tay ra. Nhưng ngón tay Y vừa mới rời đi đáy hộp, đã bị người cầm. Yến Thanh chỉ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Giang Mặc Thần, liền thấy Giang Mặc Thần xem phim, một bộ dáng bộ thực nghiêm túc, phảng phất giống như người đột nhiên bắt lấy tay mình không phải hắn hắn nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của Giang Mặc Thần, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút ngọt, liền quay đầu nhẹ nhàng cười cười, không có vạch trần hắn. Giang Mặc Thần thấy y xoay đầu không hề xem chính mình, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là trong đầu đột nhiên có cọng gân đứt rồi, cho nên ma xui quỷ khiến mới cầm tay Yến Thanh Trì. Hắn bình phục một chút mình vừa mới bị Yến Thanh Trì phát hiện, khi y quay đầu nhìn hắn, tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy mình thật là có tật giật mình Hai người liền như vậy an tĩnh ngồi Đôi tay nắm nhau Yến thanh chỉ tưởng đổi cái tư thế Kết quả mới vừa giật mình Đã bị người cầm thật chặt Y nghĩ thầm em lại không phải muốn đi Chỉ là đổi cái tư thế Anh đến mức này sao Chính là y bận tâm mặt mũi giang mặc thần Không nói gì Chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái Tâm nói học sinh tiểu học A Còn thích sát tay Mối tình đầu A Ngây ngô như vậy Yến thanh chỉ nghĩ nghĩ đột nhiên liền cười, tâm nói cũng không phải là mối tình đầu sao, trước khi gặp được Nguyên Minh Húc đổ tình chưa nở, sau đó lại cảm thấy mình thích Nguyên Minh Húc, cố tình giai đoạn trước Nguyên Minh Húc chỉ nghĩ treo hắn, nào cho hắn nếm thử tư vị yêu đương. Người đã làm phụ thân, thế nhưng còn không có một lần yêu đương đàng hoàng, đã không còn là học sinh tiểu học, nhưng vẫn còn chấp niệm dắt tay. Yến Thanh chỉ nghĩ vậy, chỉ phải theo hắn, cảm thấy hắn muốn làm sao liền làm như vậy đi, hắn cao hứng là được lúc này y thế mà hoàn toàn quên mất, mình trước khi xuyên qua cũng không có yêu đương, cũng chỉ là tay mới lên đường, tiểu học sinh thôi. Chờ đến khi phim chiếu xong rồi, đèn phòng chiếu phim sáng lên, Yến Thanh trì khụ một tiếng, Giang mặc thần rốt cuộc cũng buông lỏng tay. Hắn vẫn là bộ dáng nghiêm túc xem phim, phảng phất người vừa mới trộm rắt tay không phải hắn. Yến Thanh chỉ không có vạch trần, chỉ là rút tay ra, hỏi hắn, muốn đánh thức kỳ kỳ sao? Giang Mạc Thần cũng yên lặng thu tay trở về, kêu đi. Hắn nói, vì thế Yến Thanh chỉ thò lại gần, nhỏ giọng kêu, kỳ kỳ, kỳ kỳ, nên dậy. mươi 49, Giang Mạc Thần nhìn hắn biểu tình ôn nhu kêu kỳ kỳ, không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi trong bóng tối, lúc hắn cầm tay y. Hai người bọn họ kết hôn cũng đã một khoảng thời gian, đã hôn môi, đã chạy xe, chưa bao giờ thiếu tiếp xúc tứ chi, nhưng lại chưa từng hào hào dắt qua tay thế giới của người trưởng thành trung quy không giống thế giới của học sinh, trừ cảm tình, có càng nhiều thứ hỗn loạn, tựa như ngày bọn họ lãnh chứng, cho dù hai người còn chưa thân thiết lắm, cho dù chưa có tình cảm, nhưng vào ban đêm, cũng có thể cầm chứng lên xe. Lúc ấy, hắn không nghĩ phải yêu đương, cũng không cảm thấy mình sẽ thích Yến Thanh Trì, hắn cảm thấy dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, hai người phải ở bên nhau cả đời, như vậy tự nhiên nên dựa theo hình thức ở chung giữa hai vợ chồng nếu một hai phải nói cái gì chờ chúng ta quen biết nhau hơn, chờ chúng ta có hảo cảm với nhau lại lái xe, không khỏi có chút chính thức và làm ra vẻ quá mức, nếu cả đời hắn không thích Yến Thanh Trì, chẳng lẽ hai người còn phải thanh tâm quả dục cả đời, sống như người quá vợ mới được sao? Không cần thiết, nếu đã kết hôn, tự nhiên phải dựa theo hình thức ở chung của hai vợ chồng bình thường, bọn họ chỉ nhảy qua bước yêu đương, nhưng kết hôn sau hẳn phải giống như mọi người cho nên Giang Mặc Thần lựa chọn cùng ngày lãnh chứng trực tiếp động phòng với Yến Thanh Trì, dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp cột hai người vào nhau. Buổi tối hôm đó, hắn ôm Yến Thanh Trì, trong lòng thầm nói với mình, Yến Thanh Trì là người đầu tiên phát sinh quan hệ với mình, cũng sẽ là người duy nhất, bởi vì chỉ có y là có thể, chỉ có y được cho phép. Nhưng hiện tại, Giang Mạc Thần hồi ức cảm giác nắm tay y khi nãy, mềm mại, an bình, lại có chút vui sứ y gờ, cái loại vui sứ y gờ này kỳ thật cũng không mãnh liệt lại cố tình làm người ta không cách nào bỏ qua. Phảng phất bồ công anh bị gió thổi bay ngày hè, lay động giữa trời xanh, hạ cánh ở cùng trời cuối đất. Cái vui xứ y g này, len lỏi vào trái tim hắn, rõ ràng rất nhỏ, lại làm tâm tình hắn sung sứ y g lên, mang theo chút thỏa mãn cùng quý trọng. Đây là cảm giác mà Giang Mạc Thần chưa bao giờ được trải nghiệm, hắn cẩn thận đem nó gấp lên, cất vào trong lòng mình. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, mặc danh cảm thấy Yến Thanh Trì hiện tại mang theo chút thơm ngọt của bắp giang. Kỳ kỳ mơ mơ màng màng bị Yến Thanh Trì đánh thức, mới phản ứng lại mình phim còn chưa xem xong hoạt hình, bé nhìn đoạn đang chiếu cuối phim, có chút khổ sở cùng ủy khuất. Giang mặc thần thấy bé một bộ bộ dáng muốn khóc, vội vàng dỗ bé chúng ta xem lại một lần nữa được không? Như vậy liền có thể xem được đoạn sau. Kỳ kỳ không nghĩ tới còn có thể như vậy, kinh ngạc nhìn về phía Giang mặc thần, có thể chứ? Có thể, kỳ kỳ muốn xem bao lâu cũng được dù sao hắn cũng đã mua toàn bộ suất chiếu ngày hôm nay. Yến Thanh chỉ nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin tưởng, anh bao luôn suất tiếp theo à. Hết hạn trước 11 giờ tối, phòng này sẽ không có bất cứ ai tiến vào. Yến Thanh chỉ bội phục, lợi hại lợi hại, kỳ kỳ thấy mình có thể xem tiếp, cũng không khổ sở, liền nở nụ cười, sau đó bé liền phát hiện, bắp giang đã hết nha. Giang mặc Thần cùng Yến Thanh chỉ yên lặng nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều khó được có chút ngượng ngùng em đi mua vậy, yến thanh chỉ nói em đừng đi. giang mặc thần kêu một tiếng tiểu vương, vương hướng hải lập tức bừng tỉnh từ trong mơ. giang mặc thần nhìn hắn, cậu ngủ đến rất ngon à? tiểu vương còn không phải là vì không muốn quấy dày một nhà ba người các anh à? đi mua chút bắp giang vào, tiểu vương lập tức đứng dậy trốn đi. yến thanh chỉ tựa lưng vào ghế ngồi, tưởng tượng đến mình thế nhưng phải xem lại một lần, quả thực cảm thấy tâm như cho tàn, nhưng y có thể làm gì bây giờ? tiểu bảo bối của mình muốn xem phim hoạt hình, quỳ cũng phải xem xong. Kỳ kỳ ngủ một giấc, lúc này có tinh thần hơn nhiều, một bên xem một bên còn muốn giao lưu cái nhìn của mình với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì thấy bé đã phải vội vàng xem hoạt hình, còn phải vội vàng nói chuyện, liền một viên lại một viên cho đốt bắp giang cho bé. Kỳ kỳ đẩy tay y nói, ba 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 cũng ăn. Yến Thanh Trì nói được, mình ăn một viên, sau đó nhớ tới cái gì lại lấy mấy viên, nhìn về phía giang mặc thần anh ăn không giang mặc thần nghe vậy cúi đầu duỗi tay chuẩn bị lấy trong hộp lại thấy yến thanh trì duỗi tay duỗi đến trước mặt hắn giang mặc thần ngước mắt yến thanh trì cười cười cũng đút anh một chút đi giang mặc thần nhìn y nhất thời không nói gì kỳ kỳ nhìn hắn bất động đẩy đẩy hắn phụ thân cũng ăn a à. mau ăn chút đi kỳ kỳ đều kêu anh ăn yến thanh trì nói giang mặc thần lúc này mới cúi đầu môi hắn cỏ qua tay Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì thu hồi tay, hỏi hắn, ngọt sao? Giang mặc thần cắn cắn bắp Giang trong miệng, khẽ cười cười, ân. Vì thế Yến Thanh Trì liền cũng cười, hắn nói, em cũng đoán được. Chờ đến một nhà ba người và vương hướng hải xem xong phim ra tới, đã 6 giờ, có thể ăn cơm chiều. Giang mặc thần móc di động ra nhìn nhìn, quả nhiên, lúc hắn đi lấy vé có người nhận ra hắn, chụp hắn và Yến Thanh Trì. Như vậy tốt nhất, bằng không, hắn liền phải để vương hướng hải lấy thân phận người qua đường tung ra ảnh chụp chung của hai người, nói là ngẫu nhiên gặp được ở dạp chiếu phim. Hiện tại, đã có người qua đường chân chính, vậy không cần vương hướng hải. Yến Thanh chỉ liếc mắt vào di động hắn một cái, liền thấy được ảnh chụp chung của hai người bọn họ. Bức ảnh này tuy rằng là người qua đường chụp lén, nhưng chất lượng cũng không kém, hình ảnh cũng không bị bể, cho nên có thể tinh tường phân biệt được hai vị vai chính trong ảnh chụp. Trong ảnh chụp, Giang mặc thần mang mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, đôi mắt hắn mang theo ý cười, ôn nhu nhìn về trước mặt mình. Đến nỗi mình, Yến Thanh chỉ cảm thấy y có chút ngốc, bởi vì y đang có chút ngốc nhìn Giang mặc thần, còn mang theo chút kinh ngạc. Yến Thanh chỉ lấy di động của mình ra, tìm tòi Giang mặc thần, liền thấy này Weibo này đang treo trên quảng trường Weibo của Giang mặc thần. Hôm nay ánh trăng lớn lại tròn, đi xem phim với bạn, vừa lúc gặp Giang ảnh đế, Tiểu ca ca bên cạnh kia là ai ha? Thoạt nhìn quan hệ rất tốt, lớn lên cũng rất đẹp hình ảnh. Rất nhanh, bua của người đó đã bị tiểu phòng ở thấy được, lục tục bắt đầu có bình luận. Phấn không bằng người qua đường, toàn thế giới đều có thể ngẫu nhiên gặp được, vì cái gì Mỹ còn chưa từng gặp qua ca ca khóc lớn khóc lớn khóc lớn. Mẹ ui, đôi mắt ca ca sao có thể đẹp như vậy, thật là có môi sao a, à? cực kỳ ôn nhu a, anh anh anh, tôi muốn chết trong ánh mắt ca ca. À à à à à à. thất học thức truy tinh tui chỉ biết chu lên, Kaka sao anh lại ôn nhu như vậy a, à? anh đừng nhìn anh ấy, nhìn em nè. Kaka thế nhưng lại đi xem phim, còn là đi cùng Tiểu Yến Tử, hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt nha, vui vẻ. Bác chủ trả lời bình luận này, hỏi nàng, Tiểu Yến Tử là ai a? À? Là Tiểu Kaka thoạt nhìn rất đẹp bên cạnh sao? Lập tức liền có người hồi phục bác chủ, đúng vậy đúng vậy. Tiểu Yến từ tên đầy đủ là A Còng Yến Thanh Chỉ đó ô, vẫn là tân nhân ấy, gần đây đang đóng phim với Giang Ảnh Đế, bác chủ có hứng thú có thể tìm kiếm Weibo, hiểu biết một chút ha. Rất nhanh, liền có rất nhiều người hồi phục tin tức của Lạc Đường, Uyển truyền tỏ vẻ bác chủ có thể chờ mong một chút. Yến Thanh Chỉ cảm thấy cũng bình thường, chỉ là một cái Weibo thôi. Nhưng mà ở chỗ y không thấy, chuyện này không còn là một cái Weibo đơn giản như vậy. Hà Phi nhìn trên siêu thoại đột nhiên ra đời CP thành trì, tò mò đây là đôi nào, bấm vào một cái thiếu chút nữa sợ tới mức thiếu chút nữa quăng bỏ di động. Một tòa thành trì quá ngọt, quá ngọt, đường hôm nay, là thật sự ngọt a à, anh anh anh, cảm tạ Giang Tổng, cảm tạ Tiểu Yến Tử, cảm tạ Bác Chủ. Hà Phi run bần bật bấm vào khu bình luận, liền thấy đối lập với Bác Chủ, khu bình luận mới là tình cảm chân thật. Xuân đi Xuân lại tới, nhìn xem ánh mắt Giang Tổng đi, cầu xin các vị tỷ tỷ nhìn xem ánh mắt Giang Tổng đi, là ôn nhu cùng sùng nịch a, à? Giang Tổng đã bao giờ nhìn một người như vậy a? À? Qua ngọt, Yến Tử tới đúng mốt xã, ngòa tàu, ti em khái bảo a, à. ôn nhu sùng nịch công ích ngoan ngoãn hiểu chuyện thụ, tiểu Yến Tử hôm nay thoạt nhìn hảo đáng yêu, còn có điểm ngốc ngốc đáng yêu. Chẳng lẽ các cô chưa phát hiện trọng điểm đường hôm nay là chỉ có hai người bọn họ? Chỉ có, bọn họ, hai. Giang Tổng và Tiểu Yến Tử đơn độc hẹn hò sao, ngẫm lại liền rất kích động. Hoa Thảo, lầu trên chính là chân tướng, lầu trên chính là chân tướng, đơn độc hẹn hò gì đó, ngẫm lại liền rất ngọt. 1551, Mị cảm thấy Mị chạm tới sự thật rồi. Mà kệ có phải thật hay không, sáng nay có rượu sáng nay say, hôm nay có đường hôm nay, thành trì của chúng ta lạnh như vậy, có thể có loại đường này đã rất thỏa mãn. Không cần nản, này mới là bắt đầu tôi tin tưởng CP của chúng ta một ngày nào đó sẽ nổi lên. Thành trì nữ hài vĩnh không nhận thua, thành trì xông lên đi. Khoan, chúng ta đã kêu thành trì sao? Không gọi mặc yến sao? Không được, đỡ upsilon.ng một chữ, nhà khách phách người mùi lại tới đây a. À. Chính chủ nhà mình buộc chặt cho không cũng không chê e lệ, còn mỗi ngày tự cho mình là chính cung, thật là ghê tởm. Ha 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 ha, lầu trên không đề cập tới, mị cũng sắp quên, còn chính cung tạo thế về nước nháo đến lớn như vậy, hot search account marketing đầy khắp Weibo, tự mình còn A còng GIANG tổng đế, kết quả đâu, giang tổng ke cũng chưa ke, còn chính cung, quả thực buồn cười, khúc này mình đổi thành ngôn ngữ mạng Việt Nam cho nó siêu Lại nói tiếp, các cô không cảm thấy chuyện lần trước rất phi diệu A, trước 4 giờ buổi chiều, còn thú vị trên hot search, account marketing đầy, nhưng sau 4 giờ, hot search cũng không có, account marketing cũng không có. Chưa bỏ cái uây bua của vị kia còn xấu hổ treo ở đó, mặt cái liên quan toàn bộ mất tiêu, thêm cả từ đầu tới cuối giang tổng đều không có hồi phục hay nhấn like, cảm giác có mùi dưa. Tỷ tỷ lầu trên vừa nói như vậy, tôi đúng là có một cái ý tưởng. Hư, không nên nói, vẫn là dừng lại đi, chuyên chú nhà mình, bằng không đến lúc đó thật đem cách vách ra đưa tới liền ghê tởm. Các tỷ tỷ muốn hóng thêm nhóm thành trì, đây là nhóm Weibo, đây là nhóm kiêu kiêu cho nên thật sự kêu thành trì hả không gọi mặc yến kêu tổ yến cũng được a à? tổ bằng phòng ở bằng thần a à? các tỷ tỷ suy xét một chút lầu trên tổ yến là nghịch cp thành trì không thể hủy cũng không thể nghịch Ê, cô cho rằng giang tổng vì sao kêu giang tổng chính là bởi vì hắn là tổng công giới giải trí a à? chẳng lẽ không phải bởi vì giang tổng tự mang hơi thờ bá tổng rốt cuộc là lý do nào tôi tới giải thích một chút đi hai cái đều có ban đầu là ở một cái hoạt động, Giang Tổng mặc một bộ tây trang Armani đặt may đàn áp toàn trường, thêm vào giơ tay nhấc chân tự mang thuộc tính bá tổng, cho nên fan bắt đầu kêu Giang Tổng. Sau lại mỗ chạm video cắt ghép, Giang Tổng trường kỳ xác định địa vị tổng công, cho nên cũng có người bởi vì cái này kêu Giang Tổng. Cảm tạ tỷ tỷ lầu trên, mọi người nhớ xin vào nhóm chat A. À. Hà Phi nhìn nhóm Weibo và nhóm kêu kêu khu bình luận, cậu cảm giác mình mở ra cánh cửa thế giới mới. Chương năm Giang Mặc Thần và Yến Thanh Chỉ mang Kỳ Kỳ đi ăn cơm chiều. Giang Tinh Thần vì đang bận, cho nên không tới, chỉ nói mình tự giải quyết ở khách sạn. Giang Mặc Thần nhắn WeChat hỏi Lưu Ngải chị hắn ăn cơm chưa. Lưu Ngải một bên giúp Giang Tinh Thần tìm văn kiện, một bên trả lời lão bản mình vừa mới đặt, hiện tại còn chưa đem tới, boss thật sự bận, bây giờ còn đang gọi điện thoại a. À? Giang Mặc Thần thấy vậy, thở dài, nhắn WeChat cho Giang Tinh Thần nói lát nữa mình về giúp cô. Giang tinh thần đại khái là vì đang nói điện thoại, cho nên cũng không trả lời hắn. Chờ cơm nước xong trở về khách sạn, Giang mặc thần đi tìm Giang tinh thần, Yến Thanh chỉ trực tiếp mang kỳ kỳ về phòng mình. Y mới vừa ngồi xuống, mở di động ra, liền thấy Hà Phi phát mấy tin nhắn WeChat cho Y lúc bọn họ ăn cơm, Yến ca, anh đã về chưa? Yến ca, khi nào anh về nói cho em một tiếng A? À? Yến ca, anh đang ở cạnh thần ca sao? y mở tiểu vương cho kỳ kỳ thuận tay trả lời hà phi đã về rồi không bao lâu yến thanh trì liền nghe được tiếng đập cửa kỳ kỳ ngẩng đầu nhìn y yến thanh trì sờ sờ đầu bé không có việc gì con xem hoạt hình tiếp đi y đi ra ngoài mở cửa liền thấy hà phi đang đứng ngoài cửa yến thanh trì cho hà phi vào nhưng không dẫn cậu đi vào trong sợ quấy nhiễu đến kỳ kỳ chỉ hỏi cậu làm sao vậy tiểu hà thực ủy khuất yến ca em biết em không lợi hại bằng vương ca, nhưng em mới là trợ lý của anh A, lần sau anh ra ngoài có thể mang em theo không, bằng không nếu quản mai thì biết mỗi ngày em đều không đi theo anh, sẽ cảm thấy em lười biếng. Yến Thanh chỉ cười cười, không nghiêm trọng như vậy, anh nói với quản mai một tiếng, tiểu vương đi theo là ý của Giang Mặc Thần, em xem lưu ngải không phải cũng không đi theo sao, em đừng nghĩ nhiều. Tiểu Hà nghe nói lưu ngải cũng không đi, lúc này mới thoáng yên tâm, cảm thấy mình còn có thể cứu một chút, đúng rồi Yến ca, hôm nay cô gái và đứa bé tới tìm anh là ai a? À? Giang Tổng và Quản Mai tỷ biết không? Bọn họ biết, anh cũng không biết, sau khi anh đi, cũng không biết bắt đầu từ ai, nói bọn họ là bạn gái và con anh, vẫn là chương sản xuất nhìn không được, nói bọn họ đừng nói bừa, nói hai người bọn họ không có quan hệ gì với anh, khuyên bọn họ nói chuyện cẩn thận, chớ chọc người không nên dây vào, mấy người lén gieo tin đồn nhảm nhí mới ngừng. Yến Thanh chỉ gật đầu, chuyện y kết hôn với Giang Mặc Thần không nhiều người biết lắm, Trương Sản Xuất tuy rằng nhận thức Giang Tinh Thần, nhưng là cũng hoàn toàn không biết y cùng Giang Tinh Thần có tầng quan hệ này, cho nên mới nói như vậy, cũng coi như là bình thường. Đúng rồi, Yến ca, Tiểu Hà nhìn hắn, có phải anh đi ra ngoài xem phim với thần ca hay không? Ân, vậy anh biết hai người các anh bị chụp tới rồi sao? Biết, thậm chí nếu không có người chụp được, Giang Mặc Thần còn sẽ để Vương Hướng Hải tự xào luôn. Vậy anh biết, anh và thần ca có fan cp không? a, à, cái này yến thanh trì thật sự không biết. hà phi lấy di động ra, gửi cho y mấy cái liên tiếp. anh chậm rãi xem, hiểu biết một chút, sau đó nói một chút với thần ca bên kia, xem thái độ của hắn. yến thanh trì gật đầu, vất vả em, không vất vả không vất vả, em còn cảm thấy em quá nhàn. hà phi thiệt tình nói. yến thanh trì cười cười, yên tâm, chờ bộ phim này đóng máy, anh đi quay tổng nghệ, em sẽ không nhàn mắt hà phi lộ chờ mong thật vậy chăng ân hà phi nháy mắt vui vẻ lên yến thanh trì nhìn cảm thấy cậu thật đúng là dấu không được tâm sự còn có chuyện khác không đã hết rồi vậy em về nghỉ ngơi trước đi được yến ca anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút ân hà phi nói xong liền rời đi yến thanh trì đóng cửa đi vào phòng khách ngồi bên cạnh kỳ kỳ y ôm lấy kỳ kỳ chọc mặt bé trọt eo bé kỳ kỳ bị hắn chọc cười khanh khách yến thanh trì hỏi bé muốn chơi trò chơi với ba không? Kỳ kỳ vội vàng gật đầu, muốn, vậy không xem tivi nữa, chúng ta chơi trò chơi. Chơi cái gì nha? Kỳ kỳ hỏi y, chơi trò chúng ta cùng nhau vẽ tranh. Vẽ như thế nào? Kỳ kỳ tò mò, Yến Thanh chỉ cầm giấy bút trên bàn trà, con xem, bây giờ ba vẽ một nét. Hắn vẽ một vòng tròn, sau đó giao bút cho kỳ kỳ, con cũng tùy tiện vẽ một nét. Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, vẽ một cái lỗ tai trên vòng tròn, yến thanh trì liền cho bên kia một cái lỗ tai lại giao bút cho bé kỳ kỳ rất nhanh vẽ một con mắt yến thanh trì cũng bắt chước bé vẽ một con mắt hai người bọn họ con một nét ba một nét bất chi bất giác thời gian trôi sau khi giang mặc thần giúp giang tinh thần tạm thời làm xong công việc trên tay để lưu ngải về trước giang tinh thần có chút mệt muốn nghỉ ngơi rồi lại nhớ gì đó cho nên hỏi các em hôm nay ra ngoài chơi thế nào khá tốt Kỳ kỳ rất thích bộ phim hoạt hình kia. Hôm nay chỉ thấy em và Yến Thanh chị ở chung cũng không tệ lắm. Ân, vậy là tốt rồi. Em kết hôn vội vàng như vậy, lúc ấy tuy rằng chỉ có chút dị nghị, nhưng suy xét đến cái này rốt cuộc cũng là chuyện chung thân đại sự của em, cho nên cũng nguyện ý theo ý em, nhưng vẫn có chút lo lắng các em ở chung sau khi kết hôn. Hiện tại xem ra còn rất tốt. Giang Mặc Thần sao có thể không nghe ra nàng ý sau mặt chữ của những lời này? trước khi hắn đi gặp yến thanh trì đã điều tra qua yến thanh trì như vậy chị hắn khẳng định cũng đã tra qua chị có đôi khi đồ vật chúng ta tra được có thể chỉ là bộ dáng y muốn biểu hiện ra ngoài cũng không nhất định chính là thật tự mình nhìn thấy mới là thật sự nếu sau này có thời gian thời gian ở chung với em ấy dài một ít chị liền phát hiện chúng ta tra được kỳ thật chỉ là một đống chữ vô dụng y chân chính và tư liệu y biểu hiện quả thực như là hai người Giang Tinh Thần tới chút hứng thú, vậy vì sao y muốn như vậy? Em còn chưa hỏi em ấy, chờ tới thời điểm thích hợp, tự nhiên em sẽ biết, bất quá, em cảm thấy em như bây giờ là được rồi. Giang Tinh Thần cười cười, xem ra em rất vừa lòng với y a. À. Giang Mặc Thần không nói gì, chỉ là cười nhìn cô. Giang Tinh Thần thấy liền biết hắn đây là đang khẳng định đáp án, cô nhìn em trai mình ôn nhu khi nói chuyện lại mang theo ý vị giữ gìn bạn lữ của mình biểu tình của hắn rất bình tĩnh trong mắt lại mang theo ấm áp lúc hắn nói đến người nọ sẽ không tự giác mỉm cười có một loại thực an bình hạnh phúc đây là giang mặc thần mà cô chưa bao giờ gặp qua bất đồng với thời kỳ thiếu niên lạnh nhạt còn không hiểu tình yêu cũng bất đồng với tự cho là thích một người không nên thích giang mặc thần hiện tại giống một thiếu niên mới biết tình yêu sẽ bởi vì nói đến người mình thích xấu hổ và thừa nhận lại nhịn không được muốn nói tốt cho hắn cũng sẽ bởi vì nhớ tới đối phương mà không tự giác biểu tình ôn nhu. Cứ việc hắn đã qua thời kỳ thiếu niên, sớm đã không phải học sinh mặc đồng phục, đang lúc tuổi thanh xuân yêu công khai hay yêu thầm, nhưng hiện tại hắn bắt đầu yêu, lại tựa như rút đi duyên hoa, trở về đoạn thời gian niên thiếu kia. Giang Tinh Thần cảm thấy, Giang Mặc Thần như vậy, làm cô rất vui vẻ, cũng vì hắn mà cao hứng. Hai người các em ở chung tốt liền được, hiện tại em cũng coi như là người có gia đình sự nghiệp đầy đủ hết. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ chị chị đừng nói lời này so sánh với chị sự nghiệp chút xíu này của em tính là cái gì lời này không thể nói như vậy chị chỉ là bảo vệ cơ nghiệp trong nhà nhưng nam tranh lại là một tay em phát triển lên trước màn có nhân khí có danh tiếng có giải thưởng sau màn em phát triển nam tranh không tồi em đều làm rất tốt giang mặc thần từ nhỏ liền biết chị hắn đối hắn vẫn luôn ôn nhu duy trì thậm chí dung túng chắc là bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ quản hắn quá mức nghiêm khắc làm hắn luôn không vui cho nên Giang tinh thần vẫn luôn nỗ lực muốn để hắn có thể vui vẻ một chút. Cây vòng xã hội thượng lưu, có chút gia tộc sẽ vì gia sản mà tranh đến người chết ta sống, có chút lại đoàn kết hữu ái hòa thuận vui vẻ. Lúc Giang mặc thần vào đại học, Giang tinh thần đã tiến vào Giang thị học tập, lúc ấy luôn có người không có mắt thích nói xấu bên tai hắn, kết quả đều bị nhẩm tự và liêu tư bác đánh về. Hắn không thích người khác châm ngòi quan hệ giữa hắn và Giang tinh thần, tựa như hắn không thích người khác nói, Giang Tinh Thần chỉ là một đứa con gái, sao có thể kế thừa Giang gia tập đoàn lớn như vậy, cuối cùng vẫn là phải để hắn kế thừa. Con gái thì làm sao? Giang Mặc Thần cảm thấy buồn cười, con gái thì không thể có quyết đoán, có quyết tâm, có thủ đoạn sao? Trước nay hắn đều cảm thấy Giang Tinh Thần rất thông minh, cũng tin tưởng Giang Tinh Thần nhất định có thể quản tốt Giang thị, cho nên sau khi hắn tốt nghiệp, lúc Giang Tinh Thần hỏi hắn muốn vào phòng ban nào ở tổng công ty hoặc là muốn làm việc ở công ty con nào, hắn lựa chọn nam tranh giải trí dưới trướng giang ra lúc ấy kỳ thật cũng không xuất sắc mấy lúc ấy hắn nói cho giang tinh thần hắn sẽ làm nam tranh trở thành công ty giải trí lợi hại nhất trong nước tựa như hắn tin tưởng cô sẽ làm giang thị kéo dài huy hoàng giang mặc thần cười cười hiện tại hai người bọn họ đều làm được giang mặc thần và giang tinh thần lại hàn huyên một lát mới rời khỏi phòng cô hắn gõ cửa phòng vương hướng hải đi vào lại không có đi vào trong nữa chỉ là đóng cửa, đứng ở cửa nói chuyện. Chuyện của Yến Thanh Trì, nếu cậu đã biết, vậy cũng không gạt cậu, tôi đã kết hôn với Yến Thanh Trì, em ấy là một ba ba khác của Kỳ Kỳ, cậu hẳn là đoán được. Vương Hướng Hải không nghĩ tới hắn tới tìm mình là nói cái này, tim đã treo tới cổ họng, trong lòng run sợ gật đầu. Việc này liền đến đây thôi, không cần nói cho những người khác, bao gồm Tiểu Lưu. Em biết, Vương Hướng Hải bảo đảm nói, tôi tin tưởng cậu, cho tới nay cậu đều rất cơ linh vương hướng hải xấu hổ cười cười giang mặc thần không dò hắn nữa vỗ vỗ vai hắn nghỉ ngơi đi sau đó hắn mở chốt cửa đi ra ngoài vương hướng hải thẳng đến khi hắn đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi dựa vào trên tường sau khi hắn biết bí mật này hôm nay vẫn luôn lo lắng đề phòng lúc này nhưng xem như giải phóng từ trước đến nay hắn là người thông minh cho nên cũng không muốn biết bí mật của người khác bí mật tựa như bom biết quá nhiều, một ngày nào đó sẽ bị bom nổ chết. Lúc Giang mặc Thần trở lại phòng Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì còn đang vẽ tranh với Kỳ Kỳ, Giang mặc Thần thò lại gần, liền thấy hai người bọn họ con một nét ba một nét mà vẽ. Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, vẽ còn rất ấu trĩ, có đôi khi còn mang theo một ít suy nghĩ rồi rào, Yến Thanh Trì vào bản lĩnh vẽ tranh mình tốt, luôn đem những đường cong vặn vẹo của Kỳ Kỳ, vẽ thành một đóa hoa hoặc là một động vật nhỏ. Yến Thanh Trì thấy hắn trở về, liền đưa bút cho hắn, tới, anh vẽ nét cuối đi, bức tranh này của chúng ta sắp vẽ xong rồi. Kỳ kỳ vẽ vui vẻ, khuôn mặt nhỏ đều là hương phấn, ân ân, gật đầu, phụ thân người vẽ. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.